Giang Nguyên xuyên qua đến một cái cổ đại yêu ma thế giới, trở thành một cái tuổi trẻ đại phu, nhưng y thuật đáng lo. Ngoài ý muốn, thức tỉnh năng lực nhìn thấy lời nhắc nhở. Nông phu đầu lâu. Chấn động não, ngoài ý muốn té ngã, đầu đụng vào bàn gây nên, trị liệu cần cuốn quýt hai lượng, đương quy ba lượng. Bá tuyệt đao pháp. Nhân giai hạ cấp, thần hoàn cảnh võ giả sáng tạo, sai lầm 269 chỗ, có thể tăng lên làm nhân giai cao cấp võ học, sửa chữa cần từ trang thứ nhất hàng thứ hai bắt đầu. Thần niệm khôi lỗi Cấp thấp linh khí, mà tướng sáng tạo, thiếu sót 94.145 chỗ, trước mắt có thể tăng lên thành trung đẳng linh khí. Âm linh khôi lỗi, tăng lên cần từ tài liệu bắt đầu. Ngày hôm đó, bên ngoài tiệm thuốc có hai nữ tử thanh lâu. Tiểu thuyết máu chốt Trường sinh từ nhìn thấy nhắc nhở từ điều bắt đầu không đạn cửa sổ, trường sinh. Từ nhìn thấy nhắc nhở từ điều bắt đầu TXT toàn tập đao loạt, trường sinh. Từ nhìn thấy nhắc nhở từ điều bắt đầu chương mới nhất đọc. Chương 1 Nghịch cảnh bắt đầu Nhắc nhở từ khóa Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 1 Nghịch cảnh bắt đầu Lời nhắc nhở Vương Triều Đại Càng, Kinh Thành trên đường Chu Tước, dòng người chen chúc, có rất nhiều cửa hàng sang sát, tỉ như tiệm thuốc, tiệm vải, tiệm thực phẩm, tửu lâu, tiệm sách vân vân. Bất quá bởi vì đây là võ giả vi tôn yêu ma thế giới, cũng có trận pháp cát, luyện đan cát, thiên cơ cát, binh khí cát, khôi lỗi các các loại lậu cát. Chính giữa phố Chu Tước có một hiệu thuốc, tên là Hồi Xuân Đường. Hồi Xuân Đường là một cái tiếng tâm lừng lẫy tiệm thuốc, bên trong đại phu gian trầm y thuật tinh xảo, ở kinh thành chính là danh y đừng nói không ít người có tiền sẽ tiền giang trầm trị liệu ngay cả trấn ma ti quan viên bị thương khả năng cũng sẽ tới lấy thuốc cho nên thanh danh của giang trầm rất vang dội xem như là một trong chín đại danh y của kinh thành nhưng đáng tiếc là giang trầm chín ngày trước qua đời không ai biết nguyên nhân nhưng nghe nói rất quỷ dị tuy nói giang trầm nhi tử giang nguyên làm học đồ thường xuyên đi theo giang trầm trước mặt học tập nhưng chưa bao giờ chân chính trị người không ai dám tìm hắn loạn nếm thử. Bởi vậy tình huống hồi xuân đường rất nhanh từ tiếng người ồn ào biến thành vắng vẻ, vài ngày cơ hồ đều không có một người. Giang Nguyên cũng là không có biện pháp, bởi vì muốn bàn hoạt hồi xuân đường là cần chân chính y thuật. Nhưng hắn chỉ là thiếu niên 15-16 tuổi, muốn nói y thuật tinh xảo không có khả năng lắm, chỉ là hơi hiểu. Vọng văn vấn thiết là hiểu, cả mạo nhỏ ho khan nhỏ cũng có thể trị liệu, thậm chí bởi vì quan hệ học độ, hắn cơ hồ không cần cân cũng có thể biết rõ trọng lượng dược liệu nhưng cũng chỉ giới hạn ở đây nếu gặp phải bệnh nặng hắn thật sự sẽ luống cuống tay chân mất đi cha giang nguyên bi thống không thôi cộng thêm bất lực trực tiếp lựa chọn bậy bừa bãi thường thường đi xây rượu cùng đi thanh lâu giấy xây vàng mê hồi xuân đường không ít y sư học đồ đều bất đắc dĩ từ chức chỉ còn lại có một cái cùng giang nguyên kém không nhiều lắm tiểu cô nương không có vứt bỏ giang nguyên rời đi Thậm chí nàng vẫn khuyên bảo Giang Nguyên muốn tỉnh lại, nhưng Giang Nguyên không để ý tới. Tiểu cô nương trên mặt có sẹo này không nói thêm gì, vẫn mỗi ngày làm công tác hồi xuân đường, quét dọn mặt đất, sửa sang lại thuốc men vân vân. Sở dĩ làm như vậy là bởi vì mạng của nàng là Giang trầm nhặt về. Lúc trước cả nhà nàng chết hết, một mình lưu lạc đầu đường, ăn xin mà sống, nếu không có Giang trầm đáng thương nàng để cho nàng làm y sư học đồ, nàng khả năng đã chết khi đó cô liền thề, trừ phi Giang Gia không cần cô, bằng không cô sẽ không đi. Thiếu gia, gần đây ngươi càng ngày càng suy yếu, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, ngươi vẫn là không nên say rượu đi. Hồi xuân đường bạc cũng sắp không còn. Giờ phút này, tiểu ngươi nhìn Giang Nguyên ghé vào trên quầy, đầu gối vào trong hai tay, nhịn không được khuyên nhủ. Giang Nguyên hôm nay sau khi uống say ngủ suốt một canh giờ, ở nơi đó không nhúc nhích. Cô biết Giang Nguyên đau khổ có thể cảm động lây với Giang Nguyên, nhưng vẫn muốn khuyên nhủ thêm một chút. Dù sao một hồi xuân đường to như vậy, nếu Giang Nguyên không tiếp nhận, có thể thật sự sẽ bị hủy. Còn có bởi vì Giang Nguyên say rượu cùng không ngừng đi thanh lâu quan hệ, Giang Trầm kiếm được bạc đã nhanh tiêu hết, nàng nhìn thoáng qua, chỉ còn một hai ba tiền. Còn tiếp tục như vậy, nàng chỉ có thể đi tiệm thuốc khác làm học đồ nuôi sống Giang Nguyên. Đây là con trai duy nhất của lão gia, nàng thật không đành lòng cứ như vậy mất đi. Đầu đau quá, thật khó chịu, chuyện gì xảy ra? Ta không phải ngủ trưa chập mắt một chút sao, làm sao đầu đau như vậy? Lúc này, Giang Nguyên mơ mơ màng màng tỉnh lại, ngẩng đầu lên nói. Một giây sau, một cổ trí nhớ giống như sóng to gió lớn, bắt đầu cuồn cuồn không ngừng trùng kích vào trong đầu của hắn, làm cho hắn càng thêm đau. Đại khái là mấy phút sau, Giang Nguyên con mắt chợt trừng lớn, mãnh liệt đứng lên đậu má xuyên qua tiểu ngư bên cạnh không hiểu ý tứ xuyên không ngạc nhiên hỏi thiếu gia ngươi đang nói cái gì Giang nguyên không nói chuyện chỉ là không ngừng nhìn về phía chung quanh xác định thật không phải hắn đi làm công ty sau hắn khóe miệng khẽ giật mẹ nó xuyên qua yêu ma thế giới tốt xấu trở thành một cái võ giả a à, hắn sau trở thành một cái nữa với đại phu là chuyện gì xảy ra hình như không có hệ thống hệ thống ba ba. Khát vọng sinh tồn bức bách, Giang Nguyên nhịn không được trong lòng hô một câu. Mau ra đây đi, ba hệ thống, không có ba thì không dễ chịu đâu. Nhưng hô mấy chục tiếng, xác định không có hệ thống sau, Giang Nguyên nhất thời vẻ mặt chán nản. Cẩu Nhật Nguyên thân uống rượu đột tử, hắn hiện tại thay thế Nguyên thân chịu tội. Không có y thuật tinh xảo, cũng không có bạc, thân thể còn suy yếu vô cùng, cứ tiếp tục chơi lông như vậy. Nói thật, y thuật của hắn không ai dám tìm hắn khám bệnh. Bởi vì người ngoài đối với hắn ấn tượng vẫn là Giang trầm học đồ, không hơn. Trừ phi hiện tại hắn có thể chứng minh y thuật của hắn tinh xảo, nhưng rất hiển nhiên điều này không có khả năng. Đừng như vậy hệ thống ba ba, mau ra đây. Giang Nguyên nhìn không được lại kêu lên một tiếng. Nhưng, vẫn không có đáp lại. Trong lúc nhất thời, Giang Nguyên sắc mặt khó coi, chẳng lẽ hắn muốn chạy đi làm người khác tiệm thuốc y sư học đồ sao? Giang trầm ở dưới cửu tuyền nếu biết, phỏng chừng sẽ bị tức chết đi, mất hết mặt mũi. Lúc này tiểu ngư đỡ Giang Nguyên nói. Thiếu gia, không cần nản lòng ủ rũ, ngươi chỉ cần chăm chú học, vẫn có thể học được bản lĩnh của lão gia. Giang Nguyên nhìn tiểu ngư mặc áo trắng sắc mặt phức tạp nói. Không còn kịp rồi, y thuật không phải ngày một ngày hai là có thể học được, tiểu ngư, ngươi đi đi hốc mắt tiểu ngư ửng đỏ nói. Không, thiếu gia, tiểu ngư không đi, trừ phi ngươi giết ta. Giang Nguyên lắc đầu. Nhưng mà, có thể anh không nuôi nổi em, không có tiền. Nói xong, Giang Nguyên thầm mắng nguyên thân, rồng rã ba ngàn lượng trực tiếp bị con chó này tiêu xài hết. Nếu cho hắn thật tốt, hắn dựa vào ba ngàn lượng này có thể cẩu thả thật lâu. Tiểu ngư cắn răng nói. Tiểu ngư đi tiệm thuốc khác làm học đồ, tiểu ngư nuôi ngài ngài chỉ cần đáp ứng tiểu ngư muốn nghiêm túc học tập y thuật là được lời này vừa nói ra gian nguyên nhất thời có chút cảm động kiến thức qua lục đục với nhau cùng lòng người hiểm ác mới có thể biết được người như tiểu ngư có bao nhiêu khó được cuối cùng hắn suy nghĩ một chút bất đắc dĩ nói hồi xuân đường bán đi tiểu ngư vội vàng nói không không được không thể bán a à thiếu gia đây là tâm huyết cả đời của lão gia Tiểu Ngư cầu ngươi. Giang Nguyên trầm ngâm nói, vậy xem hai ngày này có người tới xem bệnh hay không. Bệnh nhẹ ta vẫn có thể trị, nếu không nói sao? Tiểu Ngư mừng rỡ nói, được, thiếu gia ngươi có thể. Giang Nguyên thở dài một tiếng, có thể cái lông có thể, đóng băng ba thước không phải cái lạnh một ngày, y thuật cũng là như thế. Không có mười năm tám năm tích lũy, ai có thể trở thành danh y a? hắn phỏng chừng tiếp tục như vậy cũng cẩu không được bao lâu, hồi xuân đường còn phải bán. Nghĩ xong, vẻ mặt Giang Nguyên buồn bực trở lại quay, ngẩn người nhìn trần nhà. Lúc này, tiểu ngư pha cho Giang Nguyên một chén trà, đưa cho Giang Nguyên nói. Thiếu gia, ngài còn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, uống chút trà tỉnh rượu trước đã. Giang Nguyên theo bản năng tiếp nhận, bất quá một giây sau lại đột nhiên nhìn thấy phía trên mu bàn tay tiểu ngư xuất hiện một hàng chữ màu vàng, lơ lửng mà đứng bàn tay của phụ nữ bình thường, bởi vì làm việc nặng quá nhiều, cho nên da thô ráp và nổi kén, có thể dung hợp sáp paraffin và các loại kem khác để loại bỏ hả. Giang nguyên đầu tiên là sửng sốt, sau đó trong mắt bộc phát ra tinh quang. Cha, cha hệ thống là cha sao? Hết chương này. Chương 2 Sông Nguyên nhắc nhở từ khóa Bạn đang nghe tại truyện chấm audio B5, 05 giá trị thông số cơ giờ cài hai, nhìn thấy hàng chữ này, Giang Nguyên đầu tiên là đem trà giải rượu đặt lên quầy, sau đó nắm lấy tay Tiểu Ngư run rẩy. Hắn rõ ràng nhìn thấy, hàng chữ màu vàng lơ lửng kia cũng run rẩy theo. Tiểu Ngư ngạc nhiên không thôi. Thiếu gia ngươi muốn làm cái gì? Là tay Tiểu Ngư có vấn đề sao? Giang Nguyên không trả lời, bởi vì hắn giờ phút này tại vẻ mặt kinh hỉ nhìn cái này màu vàng nhắc nhở từ điều, sau đó nội tâm đang không ngừng kêu gọi hệ thống ba ba. Đợi đến vài phút như trước không có hệ thống ba ba đáp lại về sau, hắn mới hiểu được đây là một loại đặc thù năng lực. Bất quá giống như cái này màu vàng nhắc nhở từ ngữ chỉ có hắn có thể nhìn thấy, tiểu ngư là nhìn không tới, nếu không vừa rồi nàng cũng sẽ không hỏi hắn. Nhưng Giang Nguyên vẫn là cẩn thận mở miệng dò hỏi. "Tiểu ngư, ngươi có nhìn thấy trên tay ngươi có vật gì sao?" Tiểu ngư lắc đầu nói. "Không có, thiếu gia có phải bị bệnh hay không?" Trong lời nói trên mặt tiểu ngư lộ ra một tia lo âu, vội vàng đặt tay lên trán Giang Nguyên, sau khi phát hiện Giang Nguyên vẫn chưa phát sốt, tiểu ngư mới thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo, không có việc gì. Giang Nguyên tiếp tục nhìn về phía những bộ phận khác trên cơ thể tiểu ngư, rất nhanh mắt mở to. Bởi vì hắn phát hiện toàn bộ bộ vị thân thể tiểu ngư cơ hồ đều có nhắc nhở từ ngữ. Đầu Thường xuyên thức khuya, dẫn đến thỉnh thoảng nhức đầu và rụng tóc một phần, điều trị cần ngủ đúng giờ đồng thời cần 5 tiền kim ngân, 5 tiền hoa cúc và pha trà uống. Cột sống Thường xuyên cúi xuống, dẫn đến đau nhẹ ở cột sống, điều trị cần phải dùng kim bạc đâm vào cửa gió, hồ gió. Các huyệt khác, bổ sung bằng thuốc đông y nội bộ, đắp thuốc mở bên ngoài, tổng thể. Bởi vì lo âu cùng thức đêm dẫn đến kinh nguyệt không đều, trị liệu cần đương quy một lượng, quy giáp 8 tiền, hà thủ ô một lượng. Không nhìn không biết, vừa nhìn trên người cá nhỏ một đống tật xấu nhỏ, đại khái mười mấy loại. Bất quá đại đa số trên cơ bản không uống thuốc là có thể khỏi, chỉ cần không thức đêm, không quá mệt nhọc là được, uống thuốc có thể khỏi nhanh hơn một chút. Trong mắt hắn chợt bộc phát ra ánh sáng, ngón tay vàng này rất thích hợp với hắn. Kể từ đó, vô luận là bệnh nặng hay là bệnh nhẹ, hắn cũng không cần vọng văn vấn thiết toàn bộ quá trình này, trực tiếp vọng là được. Đương nhiên, hắn ngoài mặt vẫn là muốn bắt mạch bằng không hắn trực tiếp thành thần y phải biết rằng cha hắn gian trầm còn chỉ là danh y kết quả hắn thành thần y ai dám tin a à. người ta sẽ nói đậu má gian nguyên so với cha hắn còn mạnh hơn có mờ ám tuyệt đối có mờ ám điều tra hắn đúng không cho nên nói nên khiêm tốn thì phải khiêm tốn trương dương thì không thể trương dương mà hắn chưa bao giờ cùng người triển lãm qua y thuật của hắn dù sao chưa từng trị người, như vậy hắn biểu hiện ra cha hắn sáu bảy thành y thuật không thành vấn đề đi. Dù sao hắn là con trai duy nhất của Giang Trầm, bình thường làm việc còn cẩn trọng, hắn cảm thấy không thành vấn đề. Nghĩ xong, Giang Nguyên hơi an tâm một chút. Hắn nhìn về phía quầy trên bàn, phát hiện cũng có lời nhắc nhở. Tiệm thuốc quầy Bình thường gỗ chế tác mà thành quầy, có sâu mọt 23 đầu, phân biệt tại. Giang Nguyên tặc lưỡi, ngay cả bao nhiêu con sâu mọt cũng có thể triển lãm ra, sáu. Như vậy nếu hắn nhìn về phía một kỹ nữ thanh lâu, số lần nàng tiếp đãi nam nhân có thể biểu hiện hay không? Cái này hắn không rõ ràng lắm, bất quá kỹ nữ kia chỗ nào có bệnh, có bệnh gì, hắn nghĩ hắn vẫn có thể rõ ràng. Hắn thậm chí nhìn về phía Tiểu Ngư nói: "Tiểu Ngư, ngươi bình thường trang điểm ăn mặc sao?" Tiểu Ngư nói: "Không ăn mặc thế nào, thiếu gia" Tiểu Ngư bình thường ngay cả song phấn cũng không có. Giang Nguyên gật đầu nói: "Có gương đồng không?" Tiểu Ngư đáp lại: "Có, nhưng thiếu gia muốn gương đồng làm gì?" Giang Nguyên nói: "Xem ta hiện tại suy đồi đến mức nào, nhắc nhở ta phải tỉnh táo lại một lần nữa." Trên thực tế, hắn nghĩ hắn có thể thông qua gương đồng nhìn thấy lời nhắc nhở của mình hay không. Tiểu Ngư nghe vậy nhất thời cao hứng không thôi sau đó lập tức đi vào trong phòng lấy gương đồng. Rất nhanh, cô đưa gương đồng tới tay Giang Nguyên. Giang Nguyên cầm lấy gương đồng, tập trung nhìn mình tuấn giật thanh tú trong gương, lại thật sự thấy được vô số lời nhắc nhở hiện ra. Thân thể Suy yếu vô cùng, có thể khoai lang hoàng hoặc quế chi thang giảm bớt, phối phương phân biệt là Nhân sâm ba tiền, bạch thuộc một hai, phục linh một hai Thiên phú tu luyện Thấp, có thể tăng lên, cần mỗi ngày lấy ngân châm đâm thần tàn, toàn cơ. Các loại huyệt vị, phụ lấy dược tắm ngâm cùng dược thang uống xong, liên tục một tháng, dược liệu tắm thuốc phân biệt là tụ linh thảo, dương huyền hoa, cảnh giới. Không, có thể tăng lên, có thể thông qua công pháp tu luyện hoặc dùng luyện thể đang tấn nhập luyện thể nhất trọng, công pháp có thể lựa chọn luyện thể đang chế tác phương pháp là ở một bộ phận. Bình thường, nhưng có thể thay đổi mạnh mẽ, có thể thêm nhung hưu, cây ba kích, dây tơ hồng, cẩu kỹ, epimidum và các loại khác nấu thành nước canh uống. Giang Nguyên nhìn thấy lời nhắc nhở nói cho hắn biết có thể tăng lên thiên phú tu luyện, hắn là có chút ngoài ý muốn. Dù sao thiên phú tu luyện là trời sinh cố định, cho dù là dược vật cũng rất khó tăng lên. Bất quá dược liệu đang dược trong lời nhắc nhở rất trân quý, vô luận là tụ linh thảo, hay là dương huyền hoa, hay là luyện thể đang hồi xuân đường đều không có. Như vậy xem ra, đoán chừng là bên linh dược các và luyện đan các của võ giả mới có. Bên kia mà nói, giá cả tất nhiên không rẻ, bởi vì hắn lần trước đi xem qua, thấp nhất đẳng linh dược các linh dược đều muốn 100 lượng. 100 lượng này không biết đủ bao nhiêu gia đình bình thường sống một năm, nếu là cẩu nhật nguyên thân không có hoác hoác hoàn cái kia ba ngàn lượng hắn còn có thể mua. Hiện tại hoác hoác đã xong, hắn thật sự không mua nổi, chỉ có thể dương mắt nhìn trừ phi hắn có thể ở hồi xuân đường kiếm tiền, vậy còn có tu luyện khả năng. Trước tiên định mục tiêu một ngàn lượng đi, như vậy mới có tư cách tiến vào linh dược các hoạt luyện đang cắt nhìn một cái. Đến lúc đó lại nhìn xem là linh dược đắt một chút, hay là đang dược đắt một chút, lựa chọn mua. Hiện tại trước điều trị tốt thân thể lại nói, bằng không ngày mai lại muốn thăng thiên. Tiểu ngư, ta trước điều trị một chút thân thể của ta, ngươi dựa theo phương thuốc như vậy sắc dược, nhân sâm ba tiền, bạch thuật một hai, phục linh một hai, giang nguyên phân phó tiểu ngư cao hứng gật đầu nói, vâng, thưa thiếu gia nói xong nàng liền bốc thuốc đi. nàng vốn là không biết chữ, nhưng về sau giang trầm dạy nàng biết chữ, viết biết tên của mình, cũng biết biết tên dược liệu. có lẽ nàng bây giờ còn có một ít chữ không hiểu, nhưng tất cả dược liệu chữ nàng đều hiểu. rất nhanh bốc thuốc xong nàng liền trực tiếp đi phía sau tiệm thuốc nhóm lửa, sắc thuốc đi. Bình thường gian nguyên, gian trầm, tiểu ngư buổi tối đều là ở tại tiệm thuốc, phía sau có phòng, cũng có phòng bếp. Giang trầm hôm qua hạ tán, nhưng nguyên nhân cái chết của hắn quả thực quỷ dị. Giang nguyên nhíu mày suy nghĩ. Nguyên thân trong trí nhớ, giang trầm ngực trái tim bị móc, đầu óc bị ăn. Rất giống là yêu ma hoặc tinh quái gây nên, điều này làm cho hắn rất kiên kỵ, cũng là hắn muốn tu luyện trở nên mạnh mẽ nguyên nhân dù sao ở thế giới yêu ma nếu như không thể bảo vệ mình vậy hắn tùy thời đều có khả năng tử vong lại nói tiếp giang nguyên từ nhỏ không có mẹ cũng không có ông bà nội nhưng giang trầm đối với giang nguyên vẫn là rất tốt cái gì cũng nghe hắn muốn cái gì cho cái đó đáng tiếc giang nguyên không chịu thua kém ai phụ tử một hồi ta nếu cường đại nhất định giúp ngươi báo thù trong lòng giang nguyên lẩm bẩm nói Hiện tại vẫn là trước khiêm tốn cẩu thả, kiếm tiền phát dục đi, không phát dục căn bản không được. Giang đại phu, xin ngươi giúp. Một giây sau, cửa đột nhiên tới hai người, nhìn nhìn thấy Giang Nguyên sau ngẩn người. Ngươi không phải Giang đại phu. Giang Nguyên lập tức giải thích. Tôi là con ông ấy, y thuật cũng tinh xảo, hơn nửa nửa giá, nếu trị không được thì mau vào. Hắn thầm nghĩ nhất định phải lưu lại chữa khỏi cho hai người này sau đó ở kinh thành dựng lên chiêu bài gian nguyên của hắn. Hôm nay phát pháo đầu tiên, phải hung hăng khai hỏa. Hết chương này. Chương 3 Lần đầu trị liệu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 3 Lần đầu trị liệu gian nguyên nói xong, hai người kia liếc mắt nhìn nhau, sau đó cắn răng đi vào. Kỳ thật bọn họ biết gian trầm qua đời, cũng biết gian nguyên khám bệnh là giảm nửa giá, chỉ là để tránh xấu hổ, bọn họ mới giả vờ không biết mà thôi. Bởi vì gia cảnh của bọn họ cũng không tốt, hơn nữa lần này muốn xem bệnh, tốt nhất không nên để cho quá nhiều người biết, cho nên bọn họ lựa chọn hồi xuân đường giờ phút này cơ hồ không có người. Nghĩ xong, bọn họ liền tiến vào. Giang Nguyên tiếp đón hai người ngồi ở tủ thuốc bên cạnh cái bàn, đây là chuyên môn cho người xem bệnh, hai người cũng nghe lời ngồi xuống. Giang Nguyên lúc này chăm chú nhìn lại phát hiện hai người là một nam một nữ, đều mặc áo tố, làn da ngâm đen, tự hồ là nông phu. Trên mặt nam nhân có một chút xấu hổ, thân thể hơi gầy, cũng không cao lớn, mũi hơi nhỏ, sau khi tiến vào liền khóe miệng ngập ngừng, tự hồ là muốn nói cái gì. Trên đầu cô gái cuốn một chiếc khăn trùm đầu hoa văn màu lam, khuôn mặt bình thường, nhưng ánh mắt sắc bén, khí thế hơi mạnh. Nhìn ra được, nữ mạnh nam yếu. Giang Nguyên mở miệng nói xin hỏi hai vị là ai muốn khám bệnh hắn nhìn lướt qua lời nhắc nhở trên người hai người phát hiện nam có mấy chục cái nữ hơn mười cái hắn cũng lười nhìn kỹ trực tiếp hỏi nữ phụ nhân nhẹ giọng nói là ta nam nhân muốn xem hắn hắn không quá được bất quá đại phu cha ngươi qua đời ngươi có được hay không lời này vừa nói ra nam nhân nhất thời xấu hổ không thôi cúi đầu ngượng ngùng nói chuyện Giang Nguyên nghe vậy nhất thời liền không vui, hắn mèo mèo hắn làm sao có thể không được. Hay là anh thử xem. Giang Nguyên nghiêm túc nói. Hỏi vấn đề thì hỏi vấn đề, xin đừng tiến hành công kích nhân thân với đại phu, tôi khẳng định được, nằm nhân kia tới đây, đợi tôi bắt mạch. Nữ phụ nhân ồ một tiếng. Được là tốt rồi, chỉ sợ y thuật anh không tin, ngại quá, a tài, đưa tay ra. Nghe vậy, người đàn ông quay mặt đi vương cánh tay phải, đặt lên gối mạch, Giang Nguyên thuận thế bắt mạch. Về phương diện bắt mạch, Giang Nguyên vẫn hiểu sơ qua. Mạch đập chia làm phù mạch, trầm mạch, trì mạch, mấy mạch, hư mạch, mạch khác nhau sẽ biểu hiện ra bệnh tình khác nhau. Nam nhân trước mắt chính là hư mạch, xuất khí huyết hư, thần khí không đủ. Hắn trực tiếp nhìn về phía bộ phận nào đó của nam nhân này. Chiến lực rất yếu, khôi giáp không đủ kiên cố, tính cách cũng nhu nhược, thích tước vũ khí đầu hàng trị liệu lấy ức âm đề khí cùng dược vật trị liệu làm chủ, ức âm đề khí phương pháp cụ thể vì dược vật phân biệt là roi chó ba tiền, cẩu kỹ tử sáu tiền, bổ cốt chi năm tiền. Nhìn đến đây, Giang Nguyên cũng không nhìn chỉnh thể nam nhân, chỉnh thể tật xấu nhiều lắm, phong thấp, mắt gà, thắt lưng đều có tật xấu. Hắn hơi cảm thán, nông phu thường xuyên lao động, rất nhiều người đều kém không nhiều lắm là như vậy. Hắn nhìn về phía nữ nhân nói. Trị liệu phải lâu dài, không có khả năng một ngày hai là có thể khôi phục. Nữ nhân gật đầu nói. Vân vân, đại phu nói đúng, có thể hoàn toàn tốt sao? Giang Nguyên nói. Tốt là có thể tốt, nhưng người muốn cho hắn dưỡng dưỡng, năm cái trị liệu liền có thể triệt để chuyển biến tốt đẹp. Trên mặt nữ nhân lộ ra vẻ mừng rỡ nói. Thật sao? Giang Nguyên thản nhiên nói. Ừ, tôi đi bốc thuốc. Nói xong, Giang Nguyên chính là đem roi chó khô héo cắt xuống, còn có cầm lên cẩu kỹ, bổ cốt chi các loại dược liệu, bỏ vào trong giấy vàng băng bó tốt. Sau khi làm ba bộ thuốc, Giang Nguyên đặt thuốc trước mặt đôi vợ chồng nông thôn. 15 văn tiền. Nữ nhân không thể tin được. Liền, liền chỉ cần 15 văn tiền. Hắn nghe nói Giang Trầm thu phí rất đắt, một bộ thuốc ít nhất 10 văn tiền, nếu là bình thường cái này hẳn là 30 văn mới đúng, thậm chí có thể cao hơn về phần giang nguyên nói nửa giá nàng lúc trước cho rằng giang nguyên chỉ là tùy tiện nói hấp dẫn người tới không nghĩ tới lại là thật giang nguyên giải thích tôi đã nói rồi hôm nay là ngày đầu tiên tôi chấp chưởng hồi xuân đường giảm nửa giá sau này tự nhiên sẽ tăng lên người phụ nữ cười nói được rồi được rồi đa tạ giang đại phu nếu thật sự có hiệu quả chúng tôi giúp ngài tuyên truyền nói xong nữ nhân từ trong túi hơi bẩn lấy ra một loạt đồng tiền cẩn thận đếm hai lần, sau khi xác định là 15 miếng, mới đưa cho Giang Nguyên. Giang Nguyên ngưng mắt nhìn lại, phát hiện này đồng tiền mặt trên có còn có buồn, hiển nhiên bọn họ là thật nông thôn vợ chồng, hôm nay là chuyên môn vào thành tới. Hắn cũng không có ngại bẩn, trực tiếp vượt qua đồng tiền. Nữ nhân trước khi đi, lần nữa không người cảm tạ, sau đó mới rời đi. Giang Nguyên nhìn bóng lưng hai người này, cũng không biết tại sao, bỗng nhiên có chút cảm khái. Nông dân mặc dù là thượng cửu lưu chức nghiệp, nhưng là nói thật, không bằng hạ cửu lưu sư gia cùng sai dịch. Rất khó bình luận, có lẽ đây chỉ là một danh hiệu đế vương thời phong kiến cho nông dân mà thôi, ân, chỉ là danh hiệu. Đại phu là nghề nghiệp trung cửu lưu, cũng tốt hơn nhiều so với nông dân, có đại phu thậm chí là khách quý của quan to quý nhân. Dù sao vô luận là bất luận kẻ nào, thân thể kia sớm muộn gì cũng sẽ có chút tật xấu, lúc này cũng rất cần đại phu đại phu càng lợi hại lại càng được người tôn kính nhưng nông dân càng lợi hại vẫn không có bất kỳ lời giải thích nào nói thật có thể không bị bức hại đã là không tệ rồi bây giờ còn có yêu ma làm loạn sợ là càng thêm khó có thể sống sót đương nhiên vị đại phu này cũng không dễ sống sót thiếu gia ta vừa mới nghe được có bệnh nhân đến đúng không tiểu ngư đã đem bình thuốc đặt ở trên lửa lúc này lau mồ hôi trên trán đi ra nói Giang Nguyên nhìn lướt qua Tiểu Ngư, phát hiện Tiểu Cô Nương này cũng nghiêng về gầy yếu cùng hơi đen, nhưng tổng thể vẫn là rất đẹp, nếu như không có vết sẹo lớn bằng hai ngón tay trên mặt phải, vết sẹo dài bằng nửa ngón tay. Giang Nguyên nhìn lướt qua vết sẹo trên người Tiểu Ngư. Vết sẹo Một năm trước bị tảng đá cắt phá, trở ngại nhân thể khí huyết lưu động, triệt để tiêu trừ cần địa giai công pháp thần mộc linh công linh lực, đồng thời phụ lấy dược vật tam thất, dấm, đang xăm. Giang Nguyên âm thầm gật đầu, chờ sau này hắn tìm được người tu luyện thần Mộc Linh Công, để người này trừ đi vết sẹo trên mặt Tiểu Ngư. Tiểu Ngư đối với hắn không rời không bỏ, hắn cảm thấy rất cần thiết giúp nàng. Hắn đáp lại nói. Đúng, mới vừa kiếm được 15 văn tiền, vui vẻ không? Nói xong, hắn cầm lấy đồng tiền đưa cho Tiểu Ngư xem. Tiểu Ngư mừng rỡ không thôi, nâng đồng tiền lên nói. Thiếu gia thật lợi hại, Tiểu Ngư nói thiếu gia có thể làm được. Giang Nguyên không nói gì. Mười lăm văn không tính là tiền. Hắn hiện tại cần làm chính là đem danh khí của hắn thoáng tản mát ra ngoài. Hắn Giang Nguyên có thể chữa bệnh, không mất mặt phụ thân. Không cầu có cha hắn Giang Trầm Đông như chảy hội, có một nửa lưu lượng người là được. Cứ như vậy cũng sẽ không bại lộ hắn ngón tay vàng, dù sao hắn là danh y con trai. Chỉ cần không quá thái quá, đó cũng sẽ không là vấn đề sau đó giang nguyên cứ như vậy đợi hai canh giờ đợi đến tiểu ngư nấu thuốc xong hắn uống vào trong lúc nhất thời hắn cảm nhận được đạo đạo dòng nước ấm chảy qua thân thể khí huyết của hắn mạnh hơn rất nhiều sắc mặt cũng hồng nhuận rất nhiều cánh tay hơi nắm chặt cảm giác lực lượng kém không nhiều lắm đã trở lại tiểu ngư buổi tối không mở cửa dẫn em ra ngoài dạo chợ đêm giang nguyên đột nhiên nói Hắn biết Tiểu Ngư muốn buổi tối đi ra ngoài dạo một chút đã rất lâu, nhưng mọi người đều biết, tiệm thuốc buổi tối đều là mở cửa, người không có biện pháp rời đi. Tiểu Ngư lo lắng nói: "Nhưng thiếu gia, vạn nhất có người tới tìm ngài?" Giang Nguyên lắc đầu nói: "Không sao, tiệm thuốc ở kinh thành nhiều lắm, buổi tối nhiều ta một cái cũng không nhiều, ít ta một cái cũng không ít." Tiểu Ngư cảm động nói: "Cảm ơn thiếu gia." Giang Nguyên gật đầu kỳ thật cũng không phải tất cả đều là vì cá nhỏ. Hắn muốn hôm nay đi dạo chợ đêm, xem có thể đào được thứ gì tốt hay không. Phải biết rằng hắn có năng lực đặc thù có thể nhìn thấy từ nhắc nhở. Vạn nhất thông qua nhắc nhở từ điều, hắn đêm nay có thể đạt được cái gì bảo vật hoặc cường hãn công pháp đâu. Đúng không, chuyến chợ đêm này, hắn phải đi xem một chút. Hết chương này. Chương 4 Trường sinh chi pháp Chân chính công pháp bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 4 Phương pháp trường sinh Công pháp chân chính Sau khi Giang Nguyên Hạ quyết tâm, liền nhìn thấy Tiểu Ngư đi rửa sạch bình thuốc. Sau đó Tiểu Ngư nói Thiếu gia, tôi không thể mất mặt ngài, tôi đi tắm, sau đó đổi một bộ quần áo đẹp mắt một chút. Giang Nguyên không ngăn cản, tuy rằng hắn không thèm để ý, nhưng tiểu cô nương cũng thích chân diện. Hắn sử dụng gương đồng lần nữa nhìn một chút lời nhắc nhở của mình, phát hiện ngoại trừ thân thể suy yếu, cơ bản không có vấn đề gì lớn. Lần này ông chú ý thêm đến tuổi thọ của mình. 65 tuổi. Giang Nguyên nhíu mày, chỉ có 65 tuổi sao? Hắn xem xét phía sau tăng lên tuổi thọ phương pháp. Có thể thông qua tu luyện hoặc nuốt đan dược, linh dược tăng lên, phương pháp tu luyện là tu tập công pháp, công pháp có minh linh công các loại công pháp đan dược có nhất phẩm tăng thọ đan các loại đan dược, linh dược có nhất phẩm sinh linh hoa, tụ nguyên quả các loại linh dược, trong từ điều liệt kê mật mật ma ma công pháp, đan dược, linh dược, hắn còn có thể ngón tay xúc động xem xét, cùng điện thoại di động màn hình giống nhau. Mỗi một loại đều có ít nhất trăm loại, hắn đều sắp kéo không nổi nữa. Hắn đại khái nhìn lướt qua, xem như mở mang kiến thức. Nếu dựa theo phương pháp tăng thọ như vậy, ta trường sinh cũng không phải là không có khả năng. Giang Nguyên trầm ngâm nói. Trước mặt hắn đã bày ra một cái ánh trạng đông đại đạo, có thể rõ ràng rõ ràng biết nên đi như thế nào. So với người khác mà nói, hắn không thể nghi ngờ là may mắn. Nghĩ xong, hắn nhìn thoáng qua đồng hồ mặt trời trong tiệm thuốc. Lúc này là giờ dậu, khoảng 6 giờ chiều, còn chưa tới tối. Nhưng cách ăn mặc của cô gái luôn rất lâu, cộng thêm thời gian tắm rửa, lúc cá nhỏ đi ra trời đã tối. Thiếu gia, ta tắm xong rồi. Ban đêm buông xuống, tiểu ngư mang theo một trận mùi thơm, đi tới trước mặt Giang Nguyên nói. Giang Nguyên ngưng mắt nhìn lại, tiểu ngư giờ phút này trên người mặc chính là một thân váy dài màu đỏ, mặt trên theo đồ án cá chép nhảy nhót, trái phải đều có một đuôi. Dưới chân mang giày theo màu đỏ, ở giữa không có gì khác, như ẩn như không có có thể nhìn thấy mắt cá chân thon dài. Trên mặt cô hiện ra hơi thở thanh xuân, không có bất kỳ trang điểm nào cảm giác đầu tiên của Giang Nguyên vẫn là nếu như không có vết sẹo kia, cho dù mặt mộc của cô ấy cũng có hơn 8 phần. Giang Nguyên gật đầu nói: "Đi thôi, hôm nay nếu thấy thứ mình thích, thiếu gia mua giúp cậu." Tiểu Ngư vui vẻ nói: "Nga nga, cảm ơn thiếu gia." Giang Nguyên hiểu, nàng chỉ là đáp ứng, nhưng nếu là nhìn thấy đắt tiền, là quyết định sẽ không nói với hắn. Chỉ có trẻ mà cô lại thích, cô mới có thể mở miệng. Giang Nguyên phất phất vương miệng cùng mái tóc dài màu đen của hắn, mặt gấm vóc, muốn ra cửa. Thiếu gia, chờ một chút. Lúc này Tiểu Ngư lên tiếng, khiến Giang Nguyên dừng bước. Thế nào? Tiểu Ngư hai tay tới gần Giang Nguyên, sửa sang lại cổ áo, thấy chỉnh tề cười nói. Được rồi. Giang Nguyên gật đầu, sau đó mang theo Tiểu Ngư đi thẳng đến phường thị ban đêm. Rất nhanh, Giang Nguyên liền thấy được đông đảo đám người cùng tiếng ồn ào, có cãi nhau, cũng có cò kè mặt cả, còn có tiếng trẻ con khóc trống. Trên bầu trời còn có đèn giống như đèn khổng minh trôi nổi trên không trung, không ngừng lóe lên. Xung quanh còn có quầy hàng chuyên bán nguyên liệu chua, thịt nướng, hoa quả. Đương nhiên, cũng có bán được xưng đan dược, binh khí, linh dược, bảo vật quầy hàng, nhưng có phải là thật hay không, liền không biết được. Giang Nguyên nhìn Tiểu Ngư. Có muốn ăn gì không? mặt tiểu ngư lộ vẻ khát vọng nhìn về phía quán thịt nướng nuốt một ngụm nước miếng nhu nhược thấp giọng nói thiếu gia ta có thể ăn thịt nướng không ta chưa từng ăn qua gian nguyên gật đầu muốn ăn gì thì chọn đi đi tiểu ngư vui vẻ không thôi sau đó đi quán nướng gọi đủ loại đồ nướng rau hẹ nướng cà tím nướng ngô nướng nấm hương nướng nhưng duy chỉ không có thịt gian nguyên ngạc nhiên nói nào có thịt nướng không ăn thịt." Tiểu Ngư cười nói, "Chờ thiếu gia kiếm tiền, lần sau lại mua cho Tiểu Ngư được không? Bây giờ chúng ta phải tiết kiệm một chút." Giang Nguyên trực tiếp cho nàng chỉnh hai đùi gà, cộng thêm trước đó các loại rau dưa, tổng cộng cho chủ quán 50 văn tiền, sau đó đưa cho Tiểu Ngư nói, "Cho." Hốc mắt Tiểu Ngư ửng đỏ, sau đó đưa một con cho thiếu gia. "Thiếu gia, chúng ta mỗi người một con." Giang Nguyên gật đầu nói: "Cầm giúp ta trước, chúng ta đi bán bảo vật xem thử." Tiểu Ngư giống như gà mổ thóc gật đầu nói: "Ừ, được." Nói xong, Giang Nguyên liền đi tới quầy bảo vật. Hắn dẫn đầu tới một cái bán binh khí quầy hàng bên trên có rất nhiều trường kiếm. Chủ quán nhìn thấy Giang Nguyên lập tức sáng mắt lên: "Ai nha, vì thiếu gia này ngài thật biết hàng, ta nơi này đều là viễn cổ binh khí." giá trị liên thành đấy, xin hỏi ngài xem trúng thanh nào. Giang Nguyên không nói gì, cầm lấy một thanh trường kiếm. Bình thường chất liệu trường kiếm, dĩ nhiên rỉ sét, một chém liền gãy, thiếu hụt 79 chỗ, cải thiện cần từ một lần nữa nấu chảy, gia tăng vật liệu bắt đầu. Giang Nguyên tiếp tục cầm lấy một thanh đại đao khác. Bình thường vật liệu đại đao, đã từng hư hao qua, thiếu hụt 81 chỗ, cải thiện cần từ một lần nữa nấu chảy, gia tăng vật liệu bắt đầu hắn liên tục xem xét quầy hàng tất cả binh khí, phát hiện tất cả đều là bình thường chất liệu, liền không trọn vẹn cấp thấp linh khí đều không có. Giang Nguyên lắc đầu, cũng không nói thêm gì, cứ như vậy lập tức trời đi. Chủ quán vội vàng nói. Ai, vị thiếu gia này, không cần 10 lượng, cũng không cần một lượng, chỉ cần 10 văn, mua không được chịu thiệt, mua không được mắc mưu a à thiếu gia. Giang Nguyên cũng là mặc kệ, mà là trực tiếp đi tới một cái khác quầy hàng, nơi này là bán công pháp cùng võ học chủ quán này cũng rất nhiệt tình nhìn thấy quần áo giang nguyên cũng không người nhếch miệng cười nói vì thiếu gia này xin hỏi ngài muốn võ học gì ở đây đều có giang nguyên nói để tôi tự xem lần này giang nguyên không có ý định mở ra từng quyển một mà là theo lời nhắc nhở quét mắt qua hắn cũng không quản là quyển sách nào màu vàng nhắc nhở từ điều chỉ cần thấy được bình thường thư tịch bốn chữ này hắn trực tiếp dời đi ánh mắt dù sau từ nhắc nhở cũng sẽ lắc lư theo sách vở đến lúc đó hắn tìm được từ nhắc nhở mình muốn cũng có thể tìm được quyển sách nào nhưng đáng tiếc chính là giang nguyên cơ hồ xem xong đều không có phát hiện chân chính công pháp hoặc võ học đang lúc giang nguyên muốn rời đi lại thình lình phát hiện một quyển sách bìa màu lam đặc thù trên sách viết ba chữ to màu đen cố nguyên công nhưng đây không phải là để cho hắn dừng bước điểm để cho hắn dựng bước chính là quyển sách này màu vàng nhắc nhở từ điều. Nhân giai hạ đẳng công pháp, không trọn vẹn phiên bản, chỉ có một phần ba nội dung, chỉ có thể làm cho võ giả tăng lên tới luyện thể tam trọng, sai lầm 203 chỗ, thiếu sót 865 chỗ, sửa chữa cần từ trang thứ nhất hàng thứ sáu bắt đầu. Trong nháy mắt này, trong mắt Giang Nguyên mãnh liệt bộc phát ra tinh quang. Đêm nay nhìn lâu như vậy, rốt cục bị hắn đạo được công pháp chân chính tuy rằng công pháp này có rất nhiều sai lầm cùng thiếu sót nhưng là không sao hắn có nhắc nhở từ điều có thể chậm rãi sữa trong lúc nhất thời nội tâm gian nguyên kích động không thôi nghĩ đến có thể thông qua công pháp tu luyện trở thành võ giả thân thể của hắn ngay tại hưng phấn run rẩy có lẽ không cần đi linh dược các hoạt luyện đang cát đây đối với hắn mà nói lại là một đại kỳ ngộ nhưng là hắn giờ phút này không thể biểu hiện được quá rõ ràng nếu không cái kia chủ quán sẽ điên cuồng tăng giá. Nghĩ xong, hắn hít sâu một hơi, nhàn nhạt nhìn về phía chủ quán nói: "Chủ quán, ngươi trên quầy hàng đều là chút rác rưởi đồ vật, thật làm cho ta thất vọng a." À? Hết chương này. Chương 5. Thần niệm khôi lỗi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 5. Thần niệm khôi lỗi, chủ quán, ngươi trên quầy hàng đều là chút rác rưởi đồ vật, thật làm cho ta thất vọng a. À? Lúc này, Giang Nguyên nhìn chủ quán không vui nói. Chủ quán xấu hổ cười. Thiếu gia ngài nói lời này, ta đây đều là thứ tốt trong giới tu luyện, một hai một quyển. Giang Nguyên nhíu mày nói. Nếu chủ quán ra giá như vậy, ta đây bây giờ phải đi, ta chỉ ra ba văn. Chủ quán kinh ngạc không thôi, tiểu tử này nói như thế, xem ra là đã biết tình huống quầy hàng của hắn. Đáng giận, tiểu tử này thoạt nhìn mới 15-16 tuổi, làm sao có thể chắc chắn như thế? Chẳng lẽ là kiến thức không ít? Hắn nhìn lướt qua mặt Giang Nguyên, phát hiện dưới đêm tối có bóng ma bao phủ, có thể nhìn đại khái, nhưng cũng không thể thấy cực kỳ rõ ràng. Nếu là đến ban ngày, hắn có thể lại không nhận ra. Chủ quán vội vàng nói: "Đừng đừng đừng, thiếu gia, mười văn, mười văn được không?" Giang Nguyên lắc đầu nói: "Đều là bình thường thư tịch, ta là vì mua cho ta thì nữ xem." ví dụ như quyển này đại càng yêu ma lục chỉ là xem cái ngạc nhiên về phần ngươi cái gì minh linh công thiên linh công đều là giả bốn văn tiền một quyển không thể nhiều hơn nữa chủ quán buồn bực không thôi tiểu tử này thật sự tin chuẩn nhìn ra giá cả sách vở chẳng lẽ tiểu tử này cũng làm nghề này ai cuối cùng chủ quán bất đắc dĩ nói năm văn tiền một quyển tốt xấu gì cũng để ta kiếm chút tiền ngài tùy tiện chọn Giang Nguyên vừa lắc đầu, vừa tùy tiện cầm hai quyển sách, thuận tiện cầm cố nguyên công trong tay. Được rồi, ta muốn ba quyển. Nói xong, cũng mặc kệ cái kia chủ quán, trực tiếp để lại 15 văn tiền, sau đó liền rời đi. Sau khi rời đi, tiểu ngư nhịn không được tặc lưỡi nói. Thiếu gia, ngài thật lợi hại, có thể liếc mắt một cái nhìn thấu thật giả. Giang Nguyên nói. Cha lúc còn sống đã nói với ta, những thứ này của Tiểu Thương cơ bản đều là giả." Tiểu Ngư vội vàng nói. "Ngại quá thiếu gia, Tiểu Ngư không biết." Cô sợ Giang Nguyên sẽ lại đau lòng, bởi vậy lập tức xin lỗi. Giang Nguyên lắc đầu. "Không sao, cái này đại càng yêu ma lục cùng kinh thành thú sự ăn nhàm chán ngươi có thể nhìn xem, Cố Nguyên công có lẽ là thật, ta trở về nghiên cứu hạ." Tiểu Ngư cũng không hỏi nhiều, trực tiếp gật đầu nói. "A à a, à, được." trong lúc nói chuyện, Giang Nguyên lần nữa đi tới một cái buôn bán đang dược địa phương. Hắn tùy tiện quét qua, phát hiện vô số lợi nhắc nhở màu vàng. Bình thường bùng hoàng, không có trải qua hỏa diễm luyện chế, không cách nào hình thành đan dược, ăn vào đối với thân thể vô ích, ngược lại là có hại, cải tạo cần một lần nữa bắt đầu luyện chế. Vừa nhìn, cơ hội đều là bùng hoàng thuần một màu. Về phần đan dược, căn bản không có. Giang Nguyên có chút thất vọng. Bất quá cũng là bình thường. Không có khả năng tất cả quầy hàng đều có đồ tốt, sau đó chờ hắn đi đào. Cuối cùng, hắn đi tới quầy hàng buồn nhìn. Nhìn thấy Giang Nguyên, trên mặt chủ quán gầy yếu lộ ra nụ cười nói: "Ai, khách quan tới đây, ánh mắt ngài thật tốt a, à, chúng ta đây đều là thần niệm khôi lỗi của võ giả, giá trị xa xỉ." Giang Nguyên tò mò hỏi: "Thần niệm khôi lỗi là gì?" chủ quán vừa nghe liền biết tiểu tử này không hiểu giá thị trường, nhất thời nụ cười trên mặt càng sâu. Chính là khôi lỗi sau khi thăng cấp võ giả, có thể bị thần niệm điều khiển, tới tới, ngài xem, đây đều là thứ ta liều chết cướp được từ trong tay võ giả, hai lượng bạc một cái, khôi lỗi các kia phải 150 lượng một cái. Giang Nguyên nhìn lướt qua chủ quán, phát hiện lời nhắc nhở bên trong chính là Vô cảnh giới, vô thần niệm, chưa từng tu luyện Hắn lại nhìn lướt qua những con rối này, phát hiện là cỡ bàn tay, cùng đồ chơi người gỗ của tiểu hài tử không kém nhiều lắm. Nhưng đồ chơi người gỗ của trẻ con là màu vàng, đồ chơi con rối phần lớn là màu đen. Ân, ừ, chuẩn xác cách gọi là những này là con rối đồ chơi mà không phải vỏ giả con rối. Giang Nguyên quét mắt hồi lâu, phát hiện phần lớn từ nhắc nhở đều là như thế này. Con rối đồ chơi. Sử dụng bình thường gỗ đen chế tác mà thành một chú y liền hỏng, sai lầm thiếu sót vô số, muốn cải thiện cần từ thêm vào vật liệu bắt đầu. Giang Nguyên lập tức mất hứng thú, cho đến khi hắn quét qua khôi lỗi màu vàng trên tay chủ quán. Thần niệm khôi lỗi Cấp thấp linh khí, hoàng linh mộc cùng võ giả gia chế tác mà thành, ngã xuống ma tướng sáng tạo, võ giả mới có thể khống chế, độ dẻo dai tương đối cao, có thể căn cứ chủ nhân thần niệm biến lớn thu nhỏ lại, nếu không có thần niệm khống chế, thì là bình thường khôi lỗi đồ chơi lớn nhỏ, thiếu bốn 94.145 chỗ, trước mắt có thể tăng lên thành trung đẳng linh khí. Âm linh khôi lỗi, tăng lên cần từ tài liệu bắt đầu. Trong nháy mắt này, trong mắt Giang Nguyên lại bộc phát ra tinh quang. Thiếu 94.145 chỗ, nói cách khác cái này thần niệm khôi lỗi có thể tăng lên hạng mức cực cao, ít nhất so với cố nguyên công cao. Hắn ngược lại là không biết bảo vật đẳng cấp phân loại, nhưng hắn biết linh khí nhất định so với bình thường đồ vật mạnh hơn còn có đây là ma tướng sáng tạo điều này nói rõ là yêu ma gì đó may mắn là ma tướng kia đã ngã xuống tốt lắm hôm nay thứ này nhất định phải lấy xuống lúc này giang nguyên thu liễm vẻ tham lam trên mặt mà là cười nói chủ quán ngươi con rối đồ chơi buổi tối cũng không bán đi một cái a à. nụ cười trên mặt chủ quán nhất thời cứng ngắc xấu hổ nói lời này nói Bản đi tốt hơn nhiều. Giang Nguyên lắc đầu nói. Ta nhìn thấy vừa mới tới gần đang dược quầy hàng, binh khí quầy hàng, công pháp võ học quầy hàng người rất nhiều, nhưng ngại cái này khôi lỗi quầy hàng nhưng là không có, còn có người vụng trộm nói với ta, ngươi cái này quầy hàng trên đồ vật đều là giả. Chủ quán nhất thời thầm mắng, con chó nào nhiều lời như vậy? Nghĩ xong, hắn biểu môi nói. Bọn họ nói bậy, đồ chơi khôi lỗi của ta. À, không phải, khôi lỗi rất được hoan nghênh. Giang Nguyên nói thẳng. Được rồi chủ quán, đều là người hiểu chuyện, bình thường gỗ khôi lỗi đồ chơi không đáng tiền, nằm văn tiền cho ta thì nữ chỉnh một cái, không chỉnh ta đi. Nói xong, Giang Nguyên liền muốn rời đi. Chủ quán vội vàng nói. Ngay ngắn, mẹ lôi kéo, còn tưởng rằng là coi tiền như rác, nguyên lai like là biết hàng. Hắn nhìn Giang Nguyên buồn bực không thôi, bị tướng mạo non nớt của tiểu tử này lừa bình thường tiểu hài tử khẳng định không hiểu nhưng tiểu tử này hiểu vừa rồi tuyệt đối là giả bộ đáng giận gian nguyên gật đầu nói thì nữ của tôi nói con rối trên tay cô lớn hơn một chút cô ấy thích cái kia chủ quán nói ặt không được đây là ta chọn cho con ta gian nguyên đánh thẳng vào nội tâm chủ quán nói ngươi rốt cuộc có kiếm được tiền hay không nơi này khắp nơi đều là con rối đồ chơi nhất định phải bởi vì trên tay con rối không cần tiền chủ quán bất đắc dĩ nói ai quên đi quên đi nghịch tử một cái ngươi cho ta thêm một văn tiền cái này lớn liền cho ngươi giang nguyên gật đầu cho lục văn tiền sau đó lấy đi này lớn nhất màu vàng khôi lỗi bùm 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 giang nguyên vừa mới đạt được cố nguyên công cũng không kích động như vậy nhưng giờ phút này có được thần niệm khôi lỗi, hắn chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, kích động không thôi. Có lẽ thần niệm khôi lỗi này cùng hắn sâu xa, về sau sẽ thường xuyên làm bạn hắn cũng nói không chừng. Ý định ban đầu của hắn là, sau này nếu có chuyện không tiện làm, trực tiếp để thần niệm khôi lỗi đi làm. Về phần hắn, tự nhiên là cậu thả phát dục. Về sau khôi lỗi mặc dù xảy ra chuyện cũng không sao, hắn không xảy ra chuyện là được. Các đức thần niệm lại là một ngày mới. Hắn đoán thứ này ở khôi lỗi các ít nhất 200 lượng, thậm chí cao hơn. Nghĩ xong, trên mặt Giang Nguyên tâm tình sung sướng. Hôm nay thật không tệ. Hiện tại liền chờ hắn tiến vào luyện thể nhất trọng, sau đó điều khiển khôi lỗi này. Hết chương này. Chương 6 Yêu ma tàn phá bừa bãi Chép xong cả bản cố nguyên công. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 6 yêu ma tàn sát bừa bãi. Sao chép cố nguyên công hoàn chỉnh? Giang Nguyên lúc trước không có cẩn thận xem xét thần niệm khôi lỗi. Hiện tại sau khi tới tay nhìn kỹ, phát hiện khôi lỗi này cùng đồ chơi khôi lỗi bình thường có khác nhau. Đồ chơi con rối bình thường chỉ mơ hồ thoạt nhìn giống người, nhưng tay, chân, quần áo đều không được chế tác rất tinh xảo. Nhưng trước mắt này Hoàng Linh Mộc chế tác con rối đồ chơi đúng là có thể rõ ràng nhìn thấy ngón tay, thậm chí tự hồ còn có thể nhìn thấy móng tay, dưới chân còn mang đạp vân dày. Nếu là phóng đại, sẽ không kém người bình thường nhiều lắm chứ." Giang Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Đáng tiếc là hắn bây giờ còn không có thần niệm, không cách nào khống chế phóng đại thu nhỏ. Nghĩ xong, hắn liền đem khôi lỗi đặt ở trong ống tay áo hình thang của mình, như thế không dễ dàng rơi ra, cũng không dễ dàng bị đạo tặc cướp đi. Cổ đại quan to quý nhân đem rất nhiều thứ đặt ở trong tay áo cũng không phải giả rất nhiều phim truyền hình cũng hiện ra bởi vì đích thật là trong tay áo có càng khôn có thể chứa phong thư bạc ngân phiếu các loại đồ vật so với treo ở trên lưng ví tiền an toàn hơn rất nhiều thiếu gia tiểu ngư cảm thấy khôi lỗi này khó coi tiểu ngư nhịn không được nói giang nguyên gật đầu nói quả thật khó coi nhưng thiếu gia tôi có tác dụng tiểu ngư nhất thời gật đầu nga nga Giang Nguyên tiếp tục xem xét những quầy hàng còn lại, ví dụ như thầy bói, luyện chế phù chú, trận pháp vân vân, đáng tiếc đều là giả. Cái gọi là thầy bói, Giang Nguyên ngược lại cho hắn tính đều được, dù sao có thể nhìn thấy người này tuổi thọ. Nhìn nhìn, Giang Nguyên còn phát hiện ra một chức năng mới của từ nhắc nhở. Sẽ nhắc nhở tai họa tương lai. Ví dụ như có một người phụ nữ nhắc nhở tuổi thọ như thế này. 33 tuổi chung, ngày mai sẽ có tai ương huyết quan sẽ dẫn đến chết nguyên nhân là ở nhà trọng gian phu bị trường phu phát hiện trường phu giận dữ một chút trực tiếp cầm đao chém chết hai người muốn cải thiện cần từ bỏ trọng gian phu bắt đầu đối với việc này giang nguyên mừng rỡ không thôi kể từ đó sau này mình làm việc soi gương hẳn là có thể nhìn thấy tai họa của mình nhắc nhở đi nếu có thể bản thân sẽ an toàn hơn có thể làm được trăm phần trăm không bị thương hay không không rõ ràng lắm nhưng tránh được đại đa số nguy hiểm khẳng định là có thể nếu ta đổi nghề đi xem bói bà có thể lấy được chẳng phải sẽ tăng vọt sao suy nghĩ một chút ánh mắt gian nguyên sáng lên nhưng sau đó hắn lại lắc đầu không ổn tương đối không ổn nếu hắn bắt đầu chính là thầy bói không thành vấn đề nhưng hắn bắt đầu là bác sĩ học đồ một cái y sư học đồ trong lúc bất chợt hội đoán mệnh vẫn là thần toán đó là cỡ nào dị thường không bao lâu liền nhất định sẽ bị người theo dõi, không có thực lực hắn, đến lúc đó sẽ trở nên phi thường nguy hiểm. Cho nên, giờ phút này khiêm tốn phát dục mới là vương đạo A. Dạo qua vài vòng về sau, Giang Nguyên phát hiện quầy hàng đều bị hắn đi dạo khắp, hắn cũng không có lại được cái gì đồ tốt. Bởi vậy, hắn mua một mặt bình thường gương đồng về sau, không có nhiều nói nhảm, chính là trực tiếp rời đi trở về tìm thuốc. Đáng tiếc, nếu có thể đạt được một môn công pháp hoặc võ học có thể thay đổi khí tức thì tốt rồi. Giang Nguyên nắm cầm, trong đầu đều suy nghĩ nên cậu thả như thế nào. Bởi vì nếu như thần niệm khôi lỗi hữu dụng, hắn về sau liền ở nhà cậu thả không ra khỏi cửa, để thần niệm khôi lỗi làm việc. Đúng không, bên ngoài một đám yêu ma chó má đào đầu óc người khắp nơi, còn có võ giả tà ác động một chút gian dâm bắt cóc. Đây nếu không phải kinh thành, có trấn ma tiên người cùng quân đội người tuần tra, Hắn buổi tối thật đúng là chưa chắc dám đi ra. Nghe nói có người trấn ma ti ngã xuống, bị một yêu ma cắn đứt đầu. Trên đường trở về, Giang Nguyên đột nhiên nghe được có dân chúng mở miệng nói. Đúng vậy, nghe nói người nọ ở trong ngõ nhỏ âm u, chưa kịp phản ứng, đã không còn đầu. Thật đáng sợ, rất khó tưởng tượng nếu như không có trấn ma ti, kinh thành đến cùng sẽ biến thành cái dạng gì. Vậy ra được là yêu ma gì chưa? Bắt được chưa? nghe nói không có, yêu ma kia trốn vào trong bóng tối, chạy trốn quá nhanh. Nghe vậy, lúc này tay trái cầm hai đùi gà cá nhỏ, tay phải sợ hãi nắm chặt ống tay áo Giang Nguyên, lại gần một chút, cuộn tròn, mà ngay cả đi đường đều trở nên vỡ nát rất nhiều. Giang Nguyên nói, không sao, đường phố bình thường sẽ không có yêu ma, đừng hoảng hốt. Tiểu Ngư thấp thỏm nói, được. Trấn ma ti tuần tra, người rảnh rỗi né tránh. Sau khi Giang Nguyên rời đi không lâu, loáng thoáng nghe được sau lưng truyền đến thanh âm uy nghiêm. Hắn thoáng nhìn thoáng qua, phát hiện đây là một đám người mặc hắc y, đầu đội mũ đen, trên quần áo theo đồ án kỳ lân, cầm kỳ lân đao, mang giày lăng vân. Trong lúc mơ hồ, khí tức cường hãn phát ra, ánh mắt sắc bén, động tác nhanh nhẹn. Phản ứng đầu tiên của Giang Nguyên chính là, thì ra đây là người của trấn Ma Ti sao? Trong lòng hắn thầm nghĩ, xem ra gần đây hắn càng thêm cẩn thận, tử trạng của Giang Trầm giờ phút này vẫn khắc ở trong đầu hắn. Chợ đêm đông người, còn có ánh đèn, vậy cơ bản không có vấn đề gì. Nếu là địa phương ít người mà hắc ám hắn tất nhiên không đi. Rất nhanh, Giang Nguyên đã về tới hồi xuân đường. Ban đêm, hắn cũng không có ý định tiếp tục mở, mà là trực tiếp đóng cửa. Cắn đùi gà, sau khi tắm rửa, Giang Nguyên lấy cố nguyên công và thần niệm khôi lỗi ra xem xét thần niệm khôi lỗi không nhìn ra thứ gì dù sao trước mắt không thể khống chế hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là căn cứ nhắc nhở từ điều đem cố nguyên công sai lầm cùng thiếu sót toàn bộ sửa lại chờ cố nguyên công sửa hoàn toàn chính xác ta lại tu luyện miễn cho xảy ra vấn đề giang nguyên gật đầu nói một phần ba cố nguyên công không trọn vẹn quỷ biết tu luyện có thể xảy ra chuyện hay không hắn càng thích ổn thỏa và an toàn nghĩ xong hắn chiếu chiếu thân thể của mình, phát hiện rất nhiều nhắc nhở từ điều như cũ không có bất kỳ biến hóa sau, mới đi ngủ. Ngày hôm sau, Giang Nguyên sau khi tỉnh lại, hắn xem xét nhắc nhở từ điều, phương thuốc không có biến hóa, lại để Tiểu Ngư theo nguyên phương thuốc sắc một bộ thuốc. Tiểu Ngư hôm nay vẫn mặc tố y như cũ, không có trang điểm. Dù sao cái váy dài hình cá màu đỏ kia là quần áo tốt nhất của cô, ngày thường không nở mặt. Giang Nguyên thừa dịp rảnh rỗi, liền trực tiếp dùng một quyển sách da xanh không có chữ phối hợp với gương đồng đem cố nguyên công sau khi cải thiện chép ở phía trên theo lý thuyết hắn khẳng định là sẽ không dùng bút lông viết chữ nhưng nguyên thân biết bởi vì nguyên thân trong ngày thường ở hồi xuân đường thời điểm tất nhiên phải ghi chép dược liệu tình huống có đôi khi gian trầm bận rộn còn muốn ghi chép sổ sách số liệu dưới tình huống như thế nguyên thân không thể nào không dùng bút lông viết chữ hơn nữa đã có ký ức cơ bắp nói cách khác tương đương với gian nguyên hội người đối với hơi thở một hơi thở vì một hơi thở dưới trời trên đất hai chỗ trống gọi là quá hư thiên địa chi hình vũ trụ tỉnh mà khét động mà tích nhân cũng như chi thiên nhân nhất nhĩ gian nguyên chép từng chút từng chút nội dung lời nhắc nhở trong gương nói thật hắn mèo mèo hắn xem không hiểu nhưng nguyên thân tiếp xúc với tư tưởng cổ đại nguyên thân là hiểu đồng giá với hắn cũng hiểu chỉ là thời điểm hắn chép được một phần ba nội dung cải thiện đầu óc đã có chút trướng lên hắn xoa xoa huyệt thái dương phát giác nguyên thân tựa hồ ngộ tính cũng bình thường cũng không thể nói thấp cơ bản có thể hiểu đều hiểu nhưng nếu nói cao cũng không cao bởi vì có chút xem hồi lâu mới hiểu bất quá may mắn chính là trong lời nhắc nhở nói hắn cũng có thể thông qua dược vật cùng châm cứu chi pháp nâng cao ngộ tính bà nội cái chân chờ lão tử kiếm tiền phải hung hăng đề cao thiên phú cùng ngộ tính. nội tâm gian nguyên hung tận nói. Hắn cũng muốn trải nghiệm một phen cảm giác làm thiên tài. Hắn lắc lắc đầu, chuẩn bị tiếp tục sao chết. Hôm nay bất kể như thế nào, nhất định phải tu luyện tới cố nguyên công. Hết chương này. Chương 7 Cá con thiên phú kinh người cùng ngộ tính. Bạn đang nghe tại truyện.audio chấm Chương 7 thiên phú và ngộ tính kinh người của cá nhỏ lúc này đang là mùa hè thu, sáng sớm ánh mặt trời chiếu ra khá nhanh. Lúc Giang Nguyên chép lại gương đồng, phát hiện đã có ánh mặt trời màu vàng từ bên ngoài chiếu vào, chiếu lên trên quầy. Trong chốc lát, Giang Nguyên cảm thấy hơi chói mắt, sau đó kéo rèm trút ra một chút, mới ngăn cản ánh mặt trời một chút. Thiếu gia, thuốc đã nấu xong rồi, nhiệt độ cá nhỏ giảm không nhiều lắm. Lúc này, tiểu ngư bưng canh thuốc màu đen bốc hơi nóng, đặt ở trên quầy, bên cạnh Giang Nguyên. Giang Nguyên bưng bát lên uống, nhất thời cảm giác khí huyết khôi phục hơn phân nửa, sắc mặt cũng lần nữa chuyển biến tốt hơn rất nhiều, sau đó gật đầu nói. Được, ngươi bận việc của ngươi đi đi. Tiểu ngư cầm lấy bát gật đầu nói. Vâng, thưa thiếu gia. Nói xong, tiểu ngư cũng không quấy rầy Giang Nguyên, rửa chén sau, chính là cầm lấy chổi trực tiếp quét rác đi. Hồi xuân đường mỗi ngày đều phải lau một lần, bỏ đi bụi bặm tránh bẩn loạn đây cũng là công việc của cô cô ngẩng đầu nhìn về phía giang nguyên đang nghiêm túc sao chép chớp chớp mắt sau khi lão gia qua đời thiếu gia cũng bắt đầu nổi giận hy vọng có một ngày thiếu gia có thể trở nên mạnh mẽ hơn nghĩ xong cô lau mồ hôi trên trán tiếp tục làm việc lúc này hồi xuân đường vẫn không có ai đến dù sao thanh danh giang nguyên còn chưa đánh ra ngoài trong ấn tượng của mọi người Giang Nguyên vẫn chỉ là một thầy thuốc học đồ. Bất quá Giang Nguyên cũng không sốt ruột, có lời nhắc nhở, thanh danh chỉ là chuyện sớm muộn. Tất cả những gì hắn cần làm bây giờ là ổn định và cẩu thả. Dù sao những thứ khác lúc này căn bản là vô dụng. Cứ như vậy liên tục hai ngày, Giang Nguyên cuối cùng cũng chép xong cố nguyên công. Sở dĩ chậm như vậy là bởi vì trong nhắc nhở có đồ án phải vẽ, mà đồ án phối hợp văn tự sẽ làm cho hắn lý giải càng thấu triệt nhưng thời gian chậm cũng chưa chắc không có lợi, đó chính là sau khi hắn sao chép xong một câu cùng vẽ ra đồ án tương ứng, cũng đều sẽ tự hỏi một phen. Chờ sao chép xong, kỳ thật hắn đã hiểu bảy tám phần. Lúc này là ngày thứ ba, Giang Nguyên thầm nghĩ cái kia nông dân vợ chồng hôm nay hẳn là sẽ lại tới. Dù sao phương thuốc của hắn là tuyệt đối hữu dụng. Hắn một bên suy tư chỗ cố nguyên công nghi hoặc, một bên chờ đợi vợ chồng nông thôn lại đến hôm nay đại khái là tốn nửa ngày thời gian hắn rốt cục là hiểu chính thành nhưng một thành còn lại làm sao cũng không rõ không có biện pháp ngộ tính hạng mức cao nhất ở chỗ này trong lúc nhất thời giang nguyên buồn rầu không thôi nhưng sao lại tốt một thành không hiểu hắn vẫn không dám tu luyện lung tung tiểu ngư lúc này bưng tới cho giang nguyên một chén trà thiếu gia làm sao vậy giang nguyên bất đắc dĩ nói nói với anh có thể vô dụng tiểu ngư ồ một tiếng cũng không hỏi nhiều nhu thuận lập tức rời đi đợi lát nữa một giây sau giang nguyên gọi tiểu ngư lại bởi vì hắn theo bản năng liếc mắt nhìn tiểu ngư thiên phú cùng ngộ tính sau ngoài ý muốn phát hiện nàng giống như cùng hắn không giống nhau ngộ tính cực cao bất luận cái gì cơ hồ vừa nhìn liền hiểu thiên phú tu luyện cực cao bất luận cái gì công pháp võ học cơ hồ vừa học liền biết đối với việc này giang nguyên trận trong mắt chết tiệt quá đáng a à. lão tử thấp như vậy tiểu nha đầu ngươi cao như vậy cực cao nhìn xem cái từ này cực mẹ nó không phải rất cao cũng không phải rất cao lại càng không phải tương đối cao mà là cực cao phải biết rằng hàm lượng vàng của từ này so với ba từ trước cao hơn nhiều bởi vì cực kỳ tận số chính là ý tứ cao nhất trong lúc nhất thời, Giang Nguyên vừa hưng phấn, vừa buồn bực. Hưng phấn chính là kế tiếp hắn hẳn là có thể hiểu rõ, buồn bực chính là phải dựa vào Tiểu Ngư mới được. Loại cảm giác cao hứng lại đau trứng này, thật là khó chịu a. À? Ai? Thiếu gia, làm sao vậy? Tiểu Ngư ngẩn người, quay đầu nói. Đại phu đại phu, ngài thật sự là thần. Đang lúc Giang Nguyên muốn trả lời, bên ngoài hồi xuân đường truyền đến một thanh âm cấp bách nhưng lại hưng phấn. Giang Nguyên nghe tiếng nhìn lại, chính là vợ chồng nông thôn ba ngày trước. Giờ phút này làn da của hai người vẫn ngâm đen như trước, nam nhân cũng như trước hơi có vẻ nhỏ gầy, nữ nhân có chút đẩy đà, lần này trên đầu cuốn chính là khăn trùm đầu màu vàng. Nhưng cùng ba ngày trước bất đồng chính là, hai người lúc trước sắc mặt là có chút chán nản, bây giờ là mắt lộ vẻ vui mừng. Giang Nguyên nhìn thấy hai người, thuận thế để hai người ngồi bên cạnh bàn. Khá hơn chút nào chưa? Nam nhân vẫn tương đối ít nói Bởi vậy nữ nhân gật đầu nói Từ, tốt hơn nhiều Khôi giáp của hắn rèn luyện càng thêm kiên cố Cầm trường thương trong tay có thể chiến đấu càng lâu Giang Nguyên nói Đừng nóng vội Tôi nói sẽ cho người đàn ông của cô chăm sóc cho tốt Người phụ nữ ngạc nhiên nói Nhưng không thử làm sao biết có được hay không Giang Nguyên tặc lưỡi Giống như anh mèo mèo có ý này Thử có chút tổn thương không thử thật đúng là không được a à. nghĩ xong giang nguyên tiếp tục để người đàn ông kia đưa tay lên gối kiểm tra mạch tượng cuối cùng phát hiện mạch tượng mặc dù có biến hóa nhưng tổng thể vẫn là hư mạch hắn liếc mắt nhìn lời nhắc nhở phương thuốc vẫn là phương thuốc kia bởi vậy giang nguyên gật đầu nói ân tiếp tục uống thuốc đi nói cái khác vô dụng ngươi nếu là cảm thấy có thể ta một lần cho ngươi khai bốn cái trị liệu Nữ nhân do dự trong nháy mắt, cuối cùng nhìn về phía nam nhân nói: "A Tài, ngươi làm chủ." A Tài gần như chưa từng nói chuyện, cuối cùng há miệng: "Được." Không nói nhiều, nhưng nghe rất rõ ràng. Giang Nguyên gật đầu, xem ra nữ nhân này tuy rằng cường thế, nhưng là tiền tài phương diện này vẫn là nghe nam nhân. Sau đó, Giang Nguyên trực tiếp đi bốc thuốc. Phụ nhân kia tự hồ tương đối nhiều lời, nhìn không được khóc mắt ửng đỏ nói: nam nhân ta bệnh này trị hồi lâu, đại phu trong thôn cũng không được, tốn thật nhiều tiền oan uổng, hai tử trong nhà đều bởi vậy mà đói gầy, đại phu, vẫn là ngài lợi hại. Giang Nguyên nghe vậy tặc lưỡi, kỳ thật nếu như có hài tử bệnh này cũng không nhất định phải chữa khỏi. Trừ khi gì muốn có thêm con, điều này thường thấy ở nông thôn, một nhà năm sáu đứa. Giang Nguyên đáp lại. Nếu là cha tôi, có thể sẽ giúp hai người khôi phục nhanh hơn hắn cố ý nhấn mạnh giang trầm lợi hại hơn hắn, điều này là cần thiết. Phụ nhân kia liên tục nói. Ngài cũng lợi hại, phí dụng con rẻ, ta vừa mới hỏi, một bộ thuốc tương tự như ngài, các hiệu thuốc khác trong thành cần 20 văn trở lên. Giang Nguyên gật đầu. Sau này tôi cũng sẽ tăng giá, bây giờ là thời gian ưu đãi. Phụ nhân kia cung kính nói. Được được, đa tạ đại phu, ta nhất định sẽ giúp ngài tuyên truyền, trong thôn chúng ta có rất nhiều người có tật xấu." Giang Nguyên nhấn mạnh. "Bệnh lớn thật ra tôi cũng có thể chữa, đương nhiên ngoại trừ bệnh nan y. Ví dụ như bệnh giang mai tương tự như thời đại này, nói chung lúc đầu có thể chữa khỏi, nhưng lúc cuối là không thể. Mặc dù nói nhắc nhở từ điều nhất định có thể trị, nhưng là hắn không thể nói có thể, bởi vì giang trầm đều trị không được, hắn có thể trị liền quá nghịch thiên." Phụ nhân kia nhìn bộ dáng Giang Nguyên không nhìn được sợ hãi thang. Thiếu niên thành công a, à, thật không đơn giản. Nếu Nhi Tử ta lợi hại như ngài thì tốt rồi. Giang Nguyên lần nữa nhấn mạnh. Cha ta là một trong chính danh y kinh thành, cho nên không phải ta lợi hại, mà là cha ta lợi hại. Phụ nhân kia cười nói. Đại phu ngài nói đùa, vậy cũng phải có thiên phú ngộ tính, nghịch tử nhà im thì không được. Giang Nguyên nghe vậy biểu môi, đúng vậy bà nội cái chân, không có thiên phú ngộ tính là thật không dễ học a. À. Dì à, lời này dì nói đến tận đáy lòng nó rồi. Giang Nguyên gật đầu, sau đó đem 12 gói dược liệu sữa sang lại đưa cho phụ nhân. 60 văn Phụ nhân kia đem mấy hàng đồng tiền đã chuẩn bị tốt lấy ra, trước khi đưa cho Giang Nguyên, dùng bàn tay thô kệch có vết chai run rẩy đến 3 lần. Sau khi xác định không thành vấn đề, lúc này mới xấu hổ đưa tiền cho Giang Nguyên. Ngại quá! đưa. Giang Nguyên nhận lấy, sau đó liền nhìn thấy phụ nhân kia gắt gao sách thuốc ôm vào trong ngực, tự hồ là bảo bối gì đó, không dám lơi lỏng, ngay sau đó nàng mang trượng phu trực tiếp trời đi. Giang Nguyên nhìn có chút cảm khái, hy vọng vợ chồng này có thể giúp hắn đề cao thanh danh, hắn hiện tại rất cần thứ này. Nghĩ xong, anh lại nhìn về phía Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, em lại đây. Hắn sắp bắt đầu lĩnh ngộ cố nguyên công rồi. Hết chương này chương 8 Thay tức vận công Cùng thiên địa cùng hô hấp Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 8 Thay tức vận công Thở cùng trời đất Tiểu ngư, ngươi lại đây Lúc này tiểu ngư đang không lưng lau tủ thuốc Nghe vậy lập tức ồ một tiếng Sau đó lập tức đi tới Thiếu gia, làm sao vậy? Giang Nguyên đem phần cố nguyên công không hiểu mở ra, điểm nói ngươi có thể xem hiểu những lời này sao tiểu ngư nghe vậy nhất thời trừng mắt nhìn sau đó từng câu từng chữ chăm chú nhìn thậm chí ở trong lòng đọc ra văn lầm lẫn giả dối đã biết chỗ nghỉ ngơi thì thần khí hỗn hợp vì tiên thiên một mạch cậu bất tri tỉnh càng nhập động nhi càng xuất chi cơ tắc thân trung tổ khí tất vi thiên chi sở đạo trộn hết hình tức là chết tri chi tác động nhi thải tỉnh nhi dưỡng chỉ là đọc một lần, tiểu ngư liền gật đầu nói. Thiếu gia, tiểu ngư đã hiểu. Cô không biết Giang Nguyên bảo cô làm gì, chỉ ăn ngay nói thật. Giang Nguyên nghe vậy tặc lưỡi. Thật sự hiểu. Chết tiệt, chỉ xem một lần là hiểu. Tiểu ngư giống như gà mổ thóc gật đầu nói. Ừ, hiểu rồi. Giang Nguyên nghe răng, khá lắm, đây là ngộ tính đỉnh cấp sao. Ngộ tính này đừng nói trấn ma ti trong đó hiếm thấy, chỉ sợ chính là tất cả võ giả trong đó cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay hắn lập tức nói thiếu gia ta xem không hiểu ngươi nói cho ta biết nếu là người bình thường hoặc bạn học nghe được những lời này phỏng chừng sẽ cười nhạo cắt cái này cũng xem không hiểu tới tới lão tử nói cho ngươi một chút nhưng tiểu ngư không phải cô nghe vậy trên mặt lộ ra thần sắc vui vẻ lúc trước cũng không thể giúp thiếu gia cái gì hiện tại cuối cùng cũng có thể giúp. Bởi vậy nàng nghiêm túc nói, những lời này nói chính là không thông qua miệng mũi hô hấp vận khí biện pháp, cùng thổ nạp tương phản, mà là thai tức vận công, một loại tâm tính cùng mình sở đạt tới vô niệm vô vi biểu hiện, cũng là đặc biệt hô hấp phát, tương đối mà nói tương đối nhu hòa, nếu là phàm nhân, liền thông qua ý niệm dẫn dụ linh khí tiến vào trong cơ thể, nếu là võ giả, liền thông qua thần niệm dẫn dụ. Bởi vì cô giải thích chính là đoạn ngắn lời nói cho nên hơi có vẻ khó đọc. Nhưng lời này vừa nói ra, Giang Nguyên nhất thời hiểu ra, thai tức vận công sao? Lúc trước hắn vẫn cho rằng là miệng mũi thổ nạp vận công, dù sao đại đa số công pháp đều là thông qua miệng mũi thổ nạp linh khí. Nói như vậy, Cố Nguyên công đích xác tương đối đặc thù. Hắn trực tiếp hỏi. Nói cách khác, nếu như ta tu luyện thành công, vậy cho dù là bị người giam cầm miệng mũi hô hấp cũng có thể sống sót. Tiểu Ngư gật đầu nói, Thẳng là ý này, hơi thở của thai nhi không phải thông qua miệng mũi, mà là thông qua cơ thể một khối, khắp nơi đều có thể hô hấp. Giang Nguyên tiếp tục nói. Nơi này là có ý gì? Tiền vân thai tức, công phu định tức. Định tức đã lâu, lục mạch đều ngừng, văng, lầm lẫn, giả dối. Nên biết hơi thở này, thích hợp số, thích hợp điều chỉnh, thích hợp chủng, thích hợp định, cuối cùng đến hỗn nguyên con người và trời đất cùng thở loài người không biết hơi thở, làm sao biết được hơi thở thật. Tiểu ngư nhìn một chút còn nói thêm. Thật thần kỳ, mặt trên nói thai tức có thể mô phỏng người chết bộ dáng, mạch đập sẽ ngừng đập, miệng mũi cũng sẽ không có khí. Mà cố nguyên công đại thành thời điểm sẽ hình thành hỗn nguyên tức, hô hấp sẽ cùng thiên địa hòa làm một thể, càng thêm phân biệt không ra người tu luyện hô hấp. Giang Nguyên ngạc nhiên nói. Nói cách khác có thể tránh né người mạnh hơn điều tra, giả chết rất khó bị tìm ra sơ hở tiểu ngư gật đầu nói đúng giả chết ngụy trang giang nguyên dò hỏi chỉ là giả chết ngụy trang có thể thay đổi khí tức sao tiểu ngư lắc đầu thiếu gia không thể giang nguyên hơi cảm thấy thất vọng bất quá ngẫm lại cố nguyên công là công pháp nhân giai cao cấp ở trong nhận thức của hắn nhân giai hình như là cấp bậc rất yếu lại nói tiếp hỗn nguyên tức này có thể cùng thiên địa đồng hô hấp, kỳ thật đã tính là tương đương nghịch thiên. Đương nhiên, cũng chỉ là có thể cùng thiên địa đồng hô hấp mà thôi, lại không có năng lực khác. Đối với chiến lực nên yếu hay là yếu? Nghĩ xong, Giang Nguyên thở vào nhẹ nhõm. Được, tôi hiểu rồi, vẫn là Tiểu Ngư lợi hại. Tiểu Ngư được khen rất vui vẻ, nhưng vẫn nói. Không có, đều là thiếu gia dạy Tiểu Ngư biết chữ, nếu không phải thiếu gia ngươi, Tiểu Ngư cái gì cũng không hiểu. Giang Nguyên gật đầu, lúc trước Giang trầm đem Tiểu Ngư nhặt về thời điểm, dạy Tiểu Ngư biết chữ một đoạn thời gian. Nhưng sau đó Giang trầm bận rộn lên, nhiệm vụ này liền giao cho hắn, dù sao hắn cùng Tiểu Ngư đều là học đồ, hơn nữa ở chung cơ hội càng nhiều, nhân tiện dạy. Hắn nói, "Ngộ tính của ngươi rất tốt, rất tốt, đi làm việc đi." Tiểu Ngư lại gật đầu. Từ nói xong, con cá nhỏ lập tức trời đi. Giang Nguyên nhìn bóng lưng Tiểu Ngư, lâm vào trầm tư. Có nên để Tiểu Ngư tu luyện hay không? Thật ra cô rất yêu nghiệt, chính là tính cách. Suy nghĩ một chút, Giang Nguyên lắc đầu, không ổn. Tính cách Tiểu Ngư có xu hướng nhát gan, một khi gặp phải chuyện gì sợ hãi, có thể sẽ theo bản năng dùng ra cố nguyên công, đúng, theo bản năng, không phải nàng nghĩ. Đến lúc đó dân chúng nhìn thấy sẽ nói. Đậu má, một thị nữ mười mấy tuổi cũng là võ giả, thiên phú cùng ngộ tính thật mạnh. Ngay sau đó trấn ma ti cũng sẽ biết. Đậu má, tuổi còn nhỏ có thể làm đến trình độ như vậy, quả nhiên là nghịch thiên, mau gia nhập trấn ma ti. Ngay sau đó yêu ma cũng rất nhanh sẽ biết. Đậu má, tiểu thị nữ là nhân tộc đỉnh cấp thiên kiêu. Không thể để cho nàng phát triển A, à, giết chết nàng. Đương nhiên yêu ma cũng có khả năng như vậy. Đậu má, đây không phải là thị nữ của con trai người bị đào mất đầu óc lúc trước sao? Con trai hắn có thể cũng là võ giả, cùng nhau giết chết. Đại khái là tình huống như vậy. Không có biện pháp, một cái thiên phú ngộ tính đều khủng bố, nhưng sẽ không cẩu trụ người, kết quả tất nhiên là mặt trên như vậy. Tiểu Ngư có lẽ có thể gia nhập trấn Ma Ti, nhưng hắn khẳng định không cách nào gia nhập. Đến lúc đó, hắn sẽ bị đặt vào hoàn cảnh nguy hiểm. Đây là điều hắn không muốn nhìn thấy, hắn cũng không thể gửi gắm hy vọng Trấn Ma Ti sẽ phái người bảo vệ hắn. Thay vì nhìn sắc mặt người khác, không bằng tự mình bảo vệ mình. Chờ ta mạnh hơn một chút, có thể khống chế tình huống chung quanh trước đi. Giang Nguyên lẩm bẩm nói. Cho dù là có chính thành chính hệ số an toàn, vậy cũng còn có mười phần mười nguy hiểm không phải sao? Hắn sẽ không mạo hiểm như vậy, đối với hắn mà nói, vô luận người khác nghịch thiên cỡ nào cũng không quan trọng bằng hắn cẩu thả nghĩ xong gian nguyên nhìn về phía bên ngoài hồi xuân đường lưu lượng người rất lớn thanh âm vẫn ồn ào như cũ nhưng người tiến vào hồi xuân đường một người cũng không có hắn cùng tiểu ngư nói chuyện người khác đều lười nhìn cùng nghe đương nhiên bên ngoài quá ồn ào cũng không nghe được đã như vậy vậy trở về phòng tu luyện đi tiểu ngư nếu có người tới khám bệnh tới phòng báo cho ta biết được thiếu gia Tiểu Ngư gật đầu nói. Nghe vậy, Giang Nguyên liền rời khỏi quay, sau đó trở lại trong phòng. Trong lúc nhất thời, hắn có chút kích động cùng hưng phấn, trong mắt vẽ chợ mong càng là có chút nồng đậm, hy vọng có thể tu luyện thành công. Nghĩ xong, hắn hoàn toàn lý giải thấu triệt cố nguyên công, bắt đầu ngồi xếp bằng ở trên giường vận chuyển tâm pháp cố nguyên công. Ông ông! Một giây sau, Giang Nguyên chính là cảm nhận được chung quanh một chút linh khí bị hút vào trong cơ thể của hắn, theo kinh mạch bắt đầu lưu động. Hết chương này. Chương 9 Thanh Dương Thôn Chúng Phụ Nhân Tu luyện một ngày thu hoạch Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 9 Thanh Dương Thôn Các Phụ Nhân Thu hoạch tu luyện một ngày Trong phòng Giang Nguyên Giang Nguyên giờ phút này ngược lại là không hiểu thế nào luyện thể, hắn thầm nghĩ hẳn là rèn luyện thân thể quá trình. Như vậy thân thể, hẳn là bao hàm huyết nhục, kinh mạch, ngũ tạng lục phủ gì đó đi, có thể đều rèn luyện. Không rõ, nhưng hiện tại hắn hiểu cố nguyên công nên vận chuyển như thế nào. Trải qua lời giải thích của tiểu ngư và lời nhắc nhở cải thiện, tần cố nguyên công đã không còn một chỗ sai lầm và một chỗ thiếu sót nào. Nói cách khác, hiện tại cố nguyên công đã là giống như nhắc nhở từ điều trình bày như vậy, là nhân giai cao cấp công pháp ông ông giang nguyên chỉ cảm giác vô số linh khí hóa thành từng đạo dòng nước ấm tiến vào trong thân thể làm dịu thân thể các nơi nơi này thân thể các nơi bao hàm nhưng không giới hạn trong kỳ kinh bát mạch ngũ tạng lục phủ trong cơ thể huyết nhục thậm chí là đầu óc tứ chi một canh giờ trôi qua trên trán giang nguyên có mồ hôi lạnh ngưng tụ thành mồ hôi to như hạt đậu bên ngoài cơ thể cũng bài xuất một chút bùn đen hắn mơ hồ cảm giác được thể chất của hắn tăng cường một chút. Hắn tưởng là tiến nhập luyện thể nhất trọng, nhưng là thông qua gương đồng vừa nhìn. Vô cảnh giới A à này, vẫn là không có cảnh giới, ta có phải hay không tu luyện phương hướng sai rồi. Giang Nguyên trầm ngâm một phen. Cuối cùng hắn cảm thấy thời gian ngắn khả năng lớn hơn. Đã như vậy, một canh giờ không được, vậy thì một ngày nhìn xem. Nghĩ xong, hắn tiếp tục vận chuyển cố nguyên công, hấp thu càng nhiều linh khí nhét vào trong cơ thể. Bên kia, lúc Giang Nguyên tu luyện, hai vợ chồng kia đã về tới thôn Thanh Dương. Hai người đi giày rơm, đi trên con đường đất nông thôn, xung quanh là ruộng đất. Lúc này là mùa thu hoạch lúa và gieo trồng, vì vậy người trong ruộng không thu hoạch lúa thì cũng cấy mạ. Xung quanh kèm theo ánh mặt trời chói mắt, sâu bọ cùng chim chóc kêu to, trong ruộng đại đa số tráng người đều toát ra mồ hôi, sau lưng lại càng thấm ướt quần áo. Sau đó bọn họ tự hồ là cảm nhận được cái gì, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời liền thấy được A Vân Tẩu. Chị Vân, lại vào thành lấy thuốc về rồi. Chị Vân, đại phu trong thành hung dữ sao? Bọn em nghe nói đều rất hung dữ. Chị Vân, gần đây eo em không tốt, đại phu trong thôn không được, bọn em chưa từng vào thành phố, chị nói cho bọn em biết tình hình đi. Thiếm Vân chính là vợ của A Tài, người lúc trước nói chuyện với Giang Nguyên. Nhân duyên của cô ở trong thôn dường như tương đối tốt, cho nên người khác nhìn thấy cô đều chào hỏi Thiếm vân cũng nhiệt tình đáp lại đúng nha đúng nha đại phu không hung dữ người tốt lúc trước a à tại nhà im ăn cơm nôn mửa vậy đại phu ba liều thuốc liền chữa khỏi một cái dáng người tương đối thấp tương đối mập phụ nhân nghe vậy nhất thời dựng thu hoạch lúa nước lau một cái trên đầu mồ hôi nói thật a à vân tẩu kích động nói thật a à, đại phu kia thu tiền thuốc men còn rẻ người ta hai mươi văn tiền một bộ thuốc hắn chỉ cần năm văn tiền là được à tốt như vậy tên gọi là gì chúng phu nhân vốn còn không có hứng thú nghe vậy ánh mắt lập tức sáng lên đối với bọn họ mà nói đại phu đều kém không nhiều lắm nhưng nếu là đại phu nào giá cả rẻ các nàng sẽ trọng điểm chú ý huống chi a vân tẩu nói đại phu người ta còn lợi hại a vân tẩu nhếch miệng cười nói gọi hồi xuân đường lão đại phu vốn là một trong cửu đại danh y của kinh thành hiện tại qua đời sau đó do nhi tử hắn trưởng quản tiểu tử rất trẻ tuổi ta vốn cũng cho rằng y thuật của hắn không được nhưng ai có thể nghĩ đến y thuật này của hắn thật sự là tuyệt a à, cùng danh y kinh thành không phân cao thấp nói thần kỳ như vậy a vân tẩu có phải hay không thu được chỗ tốt không ít phụ nhân thấy vậy lập tức nhìn không được trêu chọc nói a vân tẩu thấy vậy nóng nảy sao có thể là thu lợi chứ? ta làm người các ngươi còn không rõ ràng sao thử xem sẽ biết a à thanh thắt lưng của ngươi nhiều năm vẫn luôn là trạng thái lao tổn ngươi đi thử xem sao nếu không được ngươi trở về mắng ta a à thanh động tâm nhưng vẫn hỏi giá rẻ như vậy không phải là thuốc giả chứ? a à vân tẩu run rẩy thuốc trong ngực vậy không thể dù sao im mua mười hai bộ thuốc các ngươi biết tính cách im nếu là vô dụng im làm sao có thể mua được? A Thanh cắn răng nói. Được, ngày mai ta đi xem một chút. Hàng năm làm việc, thắt lưng đều đau quá, có đôi khi không thẳng nổi thắt lưng. Ôi. Một phụ nhân khác tên là A Viên nói. Ta mỗi đêm đều không ngủ được, bảy tám năm, thật tra tấn người. Đại phu trong thôn cũng trị không hết. Người phụ nhân thứ ba cũng nói. Tay im cũng đau vài năm, đại phu trong thôn cũng không biết trị như thế nào nếu như có thể, im cũng đi xem. Một đống phụ nhân nghe vậy, nội tâm nhất thời dân lên cảm giác chờ mong. Chủ yếu là trong lòng A Vân Tẩu có quá nhiều thuốc, suốt 12 bộ. Phải biết rằng A Vân Tẩu bình thường là một người rất keo kiệt nhưng không khéo, cho nên giờ phút này 12 bộ thuốc này liền có vẻ tương đối thái quá. Hơn nữa A Vân Tẩu vừa nói như thế, các nàng thật sự có chút nhìn không được. Muốn xem, ngày mai nhất định phải đi xem ngày thường các nàng sở dĩ không đi chủ yếu là bởi vì tiền thuốc men của đại phu trong thành quá đắt ít nhất so với trong thôn đắt gấp đôi hơn nữa lộ trình còn xa a à vân tẩu thấy mình được tán thành nhất thời vô cùng tự hào nói đúng rồi các ngươi phải nhanh đi xem một chút người ta chỉ tạm thời giảm giá hơn nữa người ta là đại phu lợi hại trong thành giá cả sớm muộn gì cũng tăng trở lại chúng phụ nhân nắm chặt liêm đao trong tay hơi có vẻ khẩn trương vậy sáng sớm mai phải đi, vạn nhất tăng giá các nạn có thể thua thiệt. Nói xong, lưỡi hái cắt lúa nước kia cũng càng ngày càng có lực, phải nhanh chóng xong việc. Chị Vân thì vui vẻ, chỉ cần chồng tốt, vậy tất cả mọi người đều tốt, cuộc sống hài hòa. Bà còn muốn sinh thêm ba đứa con trai, trong nhà mới một đứa con trai một đứa con gái, không đủ, ít làm cho người ta chê cười. Nghĩ xong, nàng khẩn cấp lôi kéo trượng phu, muốn về nhà sắc thuốc. Rất nhanh, danh tiếng giang nguyên đã truyền ra trong thôn thanh dương nhưng kết quả tự nhiên là có người tán thành có người cười trừ thậm chí có người lắc đầu đại đa số là phụ nhân có quan hệ tốt với chị vân về phần nam nhân thì có xu hướng lý trí cho rằng y thuật giang nguyên có thể có nhưng phỏng chừng cũng không phải rất lợi hại nếu không làm sao giảm giá đây đúng không có câu nói rất hay đắt đó là có đạo lý đắt rẻ cũng là như thế những con đàn bà này tóc dài kiến thức ngắn, để cho các nạn ăn chút giáo huấn trước. Hồi xuân đường trước sau như một, một ngày cơ hồ không có người. Dù sao Giang Trầm vừa qua đời, người trong kinh thành cũng không dám đến. Bởi vậy, Giang Nguyên quả nhiên là tu luyện một ngày. Một ngày trôi qua, Giang Nguyên trong cơ thể bài xuất dơ bẩn càng nhiều, nhiễm đen quần áo, thậm chí trên giường đều có bùn đất. Hắn cũng cảm giác lực lượng của mình có chỗ tăng trưởng, đồng thời cũng càng thêm tinh thần. Không cần dược vật, chỉ là dưới sự trợ giúp của cố nguyên công, thân thể của hắn giờ phút này đã khôi phục hơn chín thành. Nhìn xem. Lúc này, Giang Nguyên khẩn cấp lấy ra gương đồng, muốn nhìn xem mình có thăng cấp hay không. Hắn cảm thấy, hẳn là thăng cấp. Chỉ là vừa nhìn, hắn liền ngây ngẩn cả người. Hình như, xuất hiện một từ nhắc nhở mới. Hết chương này. Chương 10 Cảnh giới tiến độ Tuổi thọ tăng trưởng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 10 Cảnh giới tiến độ Tuổi thọ tăng lên Giờ phút này, Giang Nguyên nhìn thấy chính mình trong gương đồng, xuất hiện một lời nhắc nhở mới Tiến độ cảnh giới Một, một nghìn, ánh mắt Giang Nguyên chợt trừng lớn, mẹ nó, mới một phần ngàn Giỏi lắm, giỏi lắm Hắn vốn cho rằng hắn thể chất tăng cường, bài trừ không ít dơ bẩn hẳn là thăng cấp kết quả này đừng nói thăng cấp mà ngay cả một nửa cũng chưa tới phải tu luyện hơn hai năm mới được xem ra thiên phú quyết định tốc độ tu luyện giang nguyên có vẻ bất đắc dĩ nói thật nếu đổi lại là tiểu ngư tu luyện phỏng chừng hai ba ngày là có thể đạt tới luyện thể nhất trọng vẫn phải kiếm tiền tăng lên thiên phú tu luyện giang nguyên trầm ngâm nói kỳ thật cái này cũng không tính là hỏng bét bởi vì hắn ngón tay vàng có thể cho hắn nhanh chóng kiếm tiền, hơn nữa hết thảy rõ ràng sáng tỏ. Chỉ cần có tiền ăn đang dược cùng tiến hành tắm thuốc, cảnh giới cùng thiên phú đều không thành vấn đề. Hả? Tuổi thọ này. Trong lúc bất chợt, Giang Nguyên bất ngờ phát hiện, tuổi thọ của hắn đúng là tăng lên đến 66 tuổi. Tu luyện một ngày cố nguyên công, đúng là trực tiếp tăng trưởng một tuổi. Chết tiệt. Vậy tu luyện hai ngày, có phải có thể tăng trưởng 2 tuổi hay không. Ngày hôm nay tu luyện cũng không phải không có thu hoạch, ngược lại, thu hoạch còn rất lớn. Trong lòng Giang Nguyên có vẻ hưng phấn nói, hắn ngày mai tiếp tục tu luyện, nghiệm chứng một chút Cố Nguyên công có thể liên tục gia tăng tuổi thọ hay không. Dù sao Cố Nguyên, Cố Nguyên chính là ý tứ cũng Cố Nguyên khí. Trong thuật ngữ Đông y, nguyên khí là khí căn bản và quan trọng nhất của cơ thể con người, là động lực chính của hoạt động sinh mệnh của cơ thể. Thứ nhất có thể thúc đẩy và điều tiết chức năng sinh trưởng và phát triển của cơ thể con người, thứ hai có thể thúc đẩy và điều tiết hoạt động sinh lý của các tạng phủ, kinh mạch, hình thể, quan khiếu. Nếu như nguyên khí thiếu hụt hoặc nguyên âm nguyên dương mất cân bằng, đều sẽ sinh ra bệnh biến tương đối nghiêm trọng. Cố nguyên công nếu có thể cũng cố nguyên khí, vậy tăng tuổi thọ cũng là bình thường. Tắm rửa trước đã. Giang Nguyên nhìn trên người mình cùng trên giường dơ bẩn, nhất thời gật đầu nói. Nếu như hắn đoán không sai, những thứ này trong thân thể dơ bẩn sẽ hạ thấp tuổi thọ của mình. Bên trong hẳn là chứa lượng lớn virus có hại hoặc vi khuẩn có hại, như vậy sau khi bài tiết tự nhiên sẽ làm cho thân thể trở nên tốt hơn. Tiểu ngư, giúp ta đun nước nóng, thiếu gia ta muốn tắm rửa. Nghĩ xong, Giang Nguyên phân phó tiểu ngư nói. Tiểu ngư gật đầu nói. Nga nga, hảo thiếu gia. Không bao lâu, nước nóng đã được chuẩn bị sẵn trong phòng Giang Nguyên, Nhiệt khí không ngừng bốc lên. Tiểu Ngư cất kỹ quần áo Giang Nguyên, sau đó thử nước ấm nói: "Thiếu gia, nhiệt độ chênh lệch không nhiều lắm, quần áo cũng chuẩn bị xong, chàng ta lấy ra đi tắm, chờ người tắm xong, tiểu Ngư lại đến thu quần áo bẩn." Giang Nguyên gật đầu. "Được, anh ra ngoài đi." Tiểu Ngư gật đầu, từ từ lui ra, sau đó chậm rãi đóng cửa phòng lại. Giang Nguyên tiến vào trong bồn tắm, nhìn tình huống bên ngoài hắn thình lình phát hiện bên ngoài chẳng biết lúc nào ánh mặt trời đã biến mất thay vào đó là ánh trăng nhàn nhạt trời tối rồi ngoài cửa sổ còn thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng côn trùng kêu liên tiếp không ngừng gian nguyên không lãng phí thời gian tiếp tục tu luyện cứ như vậy một canh giờ sau nước trong sạch biến thành nước đen dơ bẩn gian nguyên ngay sau đó tắm lần thứ ba bất quá lần này không có tu luyện đem thân thể trước tắm sạch sẽ bùm 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 giang nguyên duỗi lưng một cái trong thân thể đã lâu vang lên thanh âm xương cốt va chạm làm cho hắn có chút thoải mái tuy rằng chưa từng thăng cấp luyện thể nhất trọng nhưng ta cảm giác lực lượng nắm đắm hẳn là gia tăng một ít nói xong giang nguyên gật gật đầu tràn đầy tự tin hắn tin tưởng không cần một ngàn ngày là có thể thăng cấp bởi vì không cần một ngàn ngày hắn có thể kiếm tiền hai ngày nay hai vợ chồng kia cùng thôn người hẳn là cũng sẽ đến hắn tin tưởng gợi ý từ điều phương thuốc nghĩ xong giang nguyên bảo tiểu ngư đến thu thập quần áo bẩn sau khi thu thập xong giang nguyên liền ngồi xếp bằng ở trên giường tiếp tục tu luyện bất quá lúc này đây giang nguyên bỏ thêm một cái bồ đoàn vào mông ngày hôm sau lại là một đêm đi qua giang nguyên trên người lần nữa có màu đen buồn đất xuất hiện bất quá lần này so với lần đầu tiên lần này buồn đất dĩ nhiên không có nồng đậm như vậy lần này dơ bẩn màu đen, hẳn là ở chỗ sâu hơn trong thân thể. Giang Nguyên gật đầu. Ông xem xét lời nhắc nhở về tuổi thọ. 66 giờ 3 tuổi. Văn, lầm lẫn, giả dối. Hắn lại xem xét cảnh giới tiến độ. Hai, một nghìn, nếu là buổi tối cũng tu luyện, chỉ cần 500 ngày là được. Giang Nguyên cảm giác lại có thu hoạch. Như thế xuống dưới, trường sinh hiển nhiên đã không còn là mộng nghĩ xong tâm tình hắn rất tốt lại để cho tiểu ngư đun nước nóng lại tẩy đi dơ bẩn trên người hắn lại dùng gương đồng kiểm tra làn da cùng dung mạo của mình một chút phát hiện làn da trắng nõn một chút dung mạo làm như cũng hơi tuấn tú một chút thiếu gia trước cửa hồi xuân đường có rất nhiều phụ nhân tới nói là muốn tìm ngài xem bệnh lúc này tiểu ngư giúp giang nguyên vừa sửa sang lại quần áo vừa nói giang nguyên gật đầu chắc là đồng hương của vợ chồng kia anh cứ làm việc của anh đi, tôi ra ngoài xem một chút. Tiểu Ngư gật đầu. Vâng, thiếu gia. Nghe vậy, Giang Nguyên liền ra khỏi phòng, vòng qua đình viện, lại đi tới hồi xuân đường. Hắn chăm chú nhìn, phát hiện năm sáu phụ nữ dáng người ngâm đen, cao thấp mập gầy đều có. Các nàng mắt lộ vẻ kính sợ nhìn hồi xuân đường to như vậy, hai tay đặt ở góc áo không ngừng xoa nắng, thân thể biểu hiện ra trình độ câu nệ tương đối nghe nói đại phu trong thành rất hung dữ, cũng rất khinh thường người trong thôn, cho nên các nàng tương đối khẩn trương. Vạn nhất người ta tức giận không chữa trị cho mình thì sao, vạn nhất các nàng bị đánh thì sao. Trong lúc nhất thời, các nàng nuốt một ngụm nước bọt, càng thêm lo lắng. Thẳng đến khi nhìn thấy Giang Nguyên, các nàng mới lộ ra vẻ kinh ngạc, hoa nhi thật trẻ tuổi thật tuấn tú, hơn nửa đầu đội mũ tóc, mặc áo lụa gấm vóc, cực kỳ giống lão gia đây chẳng lẽ là trưởng quỷ mới của hồi xuân đường sao? Các nàng có chút không thể tin được. Giang Nguyên thấy vậy, ánh mắt có chút nhu hòa. Mời đến bàn bên này. Nga nga. Sáu phụ nhân kia thấy vậy, lập tức dựa theo trình tự xếp thành hàng, người thứ nhất dẫn đầu ngồi xuống. Chào đại phu, ta tên là A Thanh, à không phải, ta đau thắt lưng đã lâu, ngài có thể giúp ta nhìn một chút không? Người phụ nữ tên A Thanh khẩn trương nói. Giang Nguyên bảo hắn đặt tay lên gối, bắt mạch một phen. Mạch tượng chính là trầm mạch, nhẹ ấn không được, nặng ấn là được. Trong trầm mạch chủ, đường trách có nước. Giang Nguyên lần thứ hai nhìn về phía vị phụ nhân tên là A Thanh này, phát hiện tật xấu của nàng không chỉ có từ nhắc nhở thắt lưng, còn có từ nhắc nhở miệng, mông, chi dưới. Đều có chút tật xấu, đây là bởi vì đau thắt lưng liên lụy đến. Giang Nguyên gật đầu nói. Ngươi có phải hay không thường xuyên còn ác hàng nóng lên, miệng khô, mông lạnh cùng chi dưới cũng lạnh. Lời này vừa nói ra, A Thanh kinh ngạc gật đầu nói: đúng vậy đúng vậy, đại phu ngươi thật lợi hại, ta còn chưa nói. Trước kia đại phu trong thôn đều hỏi thăm bệnh tình, nàng dần dần nói ra. Không nghĩ tới vị đại phu trẻ tuổi này, liếc mắt một cái liền nhìn thấu hư thực, đại phu trong thành quả thật không giống nhau. Giang Nguyên nói đau thắt lưng liên quan đến bệnh tật chờ một chút tôi kê đơn thuốc cho anh bảo quản có thể chữa khỏi hắn xem xét toàn bộ lời nhắc nhở của người phụ nữ này đau lưng quanh năm thỉnh thoảng lạnh nóng khô miệng mát mông mát chân dưới cần canh rễ cây và kem gừng để uống cùng một lúc thuốc canh rễ cây là pueria bốn lượng ephedra đi lễ ba tiền cam thảo nướng bảy tiền cam gừng linh thuật thạch cao phương thuốc là phục linh năm tiền thương thuật 8 tiền, phụ tử 9 tiền. Ba ngày uống thuốc một lần, bôi thuốc mở mỗi ngày, như vậy, ba ngày thấy hiệu quả, tháng một là tốt, A Thanh Kích Động nói. Thật sự có thể chữa khỏi sao? Giang Nguyên gật đầu nói. Một tháng hoàn toàn chữa khỏi, trong vòng ba ngày sẽ thấy hiệu quả. Đông đảo phụ nhân tặc lưỡi, tuy là ngắn ngủn một câu nói, nhưng các nạn có thể cảm giác được trong đó tự tin cùng kiên định. Thiếu niên này, chẳng lẽ thật sự lợi hại như vậy hết chương này